Xin kính chào quý anh chị. Lần đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào lời chúc sức khỏe an toàn thể quý vị. Thùy Dương vừa thông báo trên Facebook là hôm nay thì mình sẽ gặp gỡ một nhân vật. Nhân vật này thì Thùy Dương đã có dịp làm livestream vài lần rồi. Bí mật là sẽ được bật mí ngay thôi. Xin chào anh. Anh hát nghe rồi à, sao không được nghe, không nghe không rõ. Anh nghe không? Rồi bây giờ bắt đầu nghe lại Nhưng mà bị bọn lại vậy ta. à, anh tê nghe hơi hơi đứt quãng chút. Mới tại sao hồi nãy mình nói chuyện chơi thì nghe rõ, mình nói chuyện thiệt thì nghe không rõ. Hello quý vị, không biết tại sao bên anh Nam lại bị vọng lại ta. Nghe được không? Đâu mà anh nghe rõ lắm. Hết nghe rồi đó, bây giờ lại hết nghe. Bây giờ lại không nghe. À, tại vì cái mic à, em cái mic mic của em bị cúp. Cái mic bị cúp. Không, cái mic của em bị cúp đó, anh thấy trên màn hình đó. Trên màn hình thì thấy cái mic bị xóa. Hello, quý anh chị có nghe Thùy Dương nói không? Giờ nghe rõ rồi. Hello. Hello. Anh Nam có nghe Thùy Dương nói không? Nghe rõ lắm. À, vậy là mình phải mang cái tai phone vô mà em không có nghe được cái tiếng của trên cái màn hình. À, nghe rõ lắm. Chắc chắn là nó bị rụt rụt rạch tí xíu rồi. Rồi, ok anh chị, Thùy Dương phải nghe, em phải nghe anh qua cái điện thoại ở bên ngoài này nè. Chứ còn không là em không có nghe được trực tiếp từ trên cái laptop này, em cũng không biết cách khắc phục như thế nào luôn. Hồi nãy thì nghe trên trực tiếp không? Hồi lúc mình trao đổi ngoài chương trình đó có khi mở máy đó. Hồi nãy mình nói chuyện là ok, nhưng mà khi mà bấm phát trực tiếp thì nó lại có vấn đề. Rồi ok anh chị, thì Dương không để mất thời gian của quý bà con ha. Lần đầu tiên mà phát trực tuyến như thế này cùng với anh Nam, cho nên nó cũng có một số cái trục trặc. Cho nên quý vị thông cảm dùm cho thì Dương với anh Nam. Thì Dương giới thiệu quý vị, đây là anh bác sĩ dược sĩ Nguyễn Quốc Nam. Thì quý vị, một số anh chị em mà theo dõi thì Dương đã thấy anh một vài lần rồi ha. Thì anh là người con của vùng đất Trà Vinh. Rồi xin chào anh Nam. Dạ, tôi Nguyễn Quốc Nam sống ở Paris, xin thân ái gọi lời chào các khán thính giả của TD3 phải không? TV của Thùy Dương. Cảm ơn Thùy Dương đã mở diễn đàn hôm nay để mình có thể trao đổi với nhau về một số những vấn đề nào mà quý vị muốn. Nghe rõ không ạ? Dạ, rồi bây giờ thì Dương mời quý vị coi cái video ha. Thì Dương chuẩn bị sẵn để cho quý vị coi cái hoàn cảnh ở bên Pháp và một số cái việc làm của anh Nam, hoặc là anh Nam lái xe như thế nào ha, mình coi chút xíu. Em khách này là hai 40 năm về trước tới bây giờ đó. Wow. Je présente c'est de Nami qui vient de Paris. Mình thấy nó chạy lẹ ghê. Nó chạy đi đâu rồi? Chạy lên trên hả? Chạy đi đâu đâu. Nó còn đây nè, nó còn đây nè. Đường nó nè, đường đứng đây nè. Con robot nó còn đây nè. Vui phết sao tôi.
Wow. Em lên đây để cái gì em lên trên kìa. Được. Xuống là mình em tới trong cái thùng này để mình thấy nhà đó ha. Rồi lên tới đây. Mấy người dưới này, chứ người dưới này đổ thuốc vô đây thôi. Đổ thuốc vô đây thôi. Thuốc nó sẽ chạy vô trong này. Máy nó sẽ đem đi, nó sắp chỗ. Thành ra nó sắp chỗ, chỗ nào trống nó sắp. Hay lắm. Thứ hai là nó sắp theo mùa, nó sắp theo mùa, ví dụ mùa đông thì thuốc trụng sinh nhiều chẳng hạn, nó để thuốc trụng sinh gần cái chỗ ra nhất, thành nó rất là khoa học đó, cho nên mình không biết nó để thuốc ở đâu mà robot nó biết, robot nó biết. Ôi tự nhiên nó đem thuốc ra, nó chạy vô đây, nó sắp xong, nó sắp, mà khi nào có khách á thì nó đi lo lấy thuốc cho khách trước, giờ rảnh nó mới chạy lại nó sắp thuốc. Cho nên là suốt là cái robot nó làm 24/24. Dạ. Nên hôm tối mấy cô kêu về đó đổ hết thuốc lên đây, nó chạy từ từ, ban đêm nó sắp. Ban ngày thì có khách. Dạ. Nó lo lấy thuốc cho khách. Dạ. Thì trên kia nó có 7 cái post của mấy cô ngồi đứng bán, thì cô nào ở post nào kêu thì nó đem lên đó. Nó thành ra cái hộp thuốc nó vô nó vậy, nó để lên máy hay không, cứ nó lật. Thấy không, nó để lên đó đó, nó để lên cái đó, nó lật đó, nó khi nó đọc được cái code rồi đó, nó nói không phải cái chiều này tao không thấy, phải làm lại, đem vô ra lại coi lại cái chiều khác đó, khi nào nó đọc được rồi đó. My English is so bad. Yes, but I hear you. Yeah, it's so good. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. This is Aisha. À, dạ rồi quý vị, nội dung vừa rồi đó là hình ảnh nhà thuốc tây của con của anh Nam. Đó thì Thùy Dương được may mắn là đến nhà thuốc tây để mà quan sát về cái về nhân viên và cái quang cảnh xung quanh nhà thuốc tây lớn lắm anh chị ơi, lớn hơn cái nhà thuốc ở Việt Nam. Thùy Dương biết rất là nhiều. Không biết bây giờ anh Nam còn nghe Thùy Dương rõ không anh Nam? Nghe rõ lắm. Ok, anh Nam còn nghe Thùy Dương. À, anh Nam có thể chia sẻ một chút xíu là anh Nam là quê dân Trà Vinh đúng không, rồi anh đến và Pháp năm nào, anh có thể nhắc lại cho bà con cùng nghe được không? Cảm ơn Thùy Dương. Tôi quê quán là ở Trà Vinh, Nam Kỳ Lục Tỉnh. Nói cái giọng Nam Kỳ. Tôi đi du học năm 1964 sang Pháp, thì tôi học y khoa. Năm 72 chuẩn bị về nước, thì năm 73 tôi xong về y khoa, cho nên 72 về nước để chuẩn bị trở về luôn. Nhưng mà khi tôi về thì ba tôi xây một cái nhà thương, trong đó tôi muốn mở một cái nhà bảo xanh ha, gọi là nhà bảo xanh, Việt Cộng gọi là xương đẻ đó. Cho nên lại để học chuyên khoa về sản phụ khoa, thì tôi trở lại Pháp năm 72 và tôi học sản phụ khoa 4 năm. Cho nên 75, 30 tháng 4 75 thì như quý vị biết Việt Nam qua không còn nữa. Thì tôi dang dở cái chuyến học y khoa của tôi, và tôi cũng thấy không còn hữu ích nữa, bởi vì tôi học sản phụ khoa là để về nước làm việc, bây giờ phải làm việc liền để nuôi cả gia đình. Tôi có vợ và ba con, thì nhà tôi cũng là dược sĩ, cho nên tôi thấy rằng công việc dược nó cho mình cái tự do hơn để đi đó đây và giúp đồng bào của mình lúc đó tị nạn chạy qua rất là đông. Tôi ở vùng Bắc Pháp, cho nên là tôi đổi sang ngành dược, là tôi học lại 5 năm để ra dược bên dược, và tôi là hành nghề dược để có thể đi đó đây. Như là Thùy Dương thấy đó, bên dược thì mình có một cái ekip đông người, thì có mình không có mình thì nhà thuốc vẫn chạy tốt. Thì dĩ nhiên là mình có mình thì hay hơn, nhưng mà không có mình thì cũng nhà thuốc cũng vẫn chạy, cho nên tôi đã đổi sang nghề dược và làm việc cho tới ngày hôm nay. Thì bây giờ đi dưỡng lão rồi, cho nên có đứa con nó cũng là dược sĩ, nó tiếp nối, và mẹ nó là dược sĩ cho nên cũng tiếp cũng giúp đỡ như Thùy Dương thấy đó, chạy tới chạy lui vậy. Thì bây giờ cái thứ hai là cái hành nghề dược bên này đó, nó là rất là hay, bởi vì một là mình được tự do đi đó đi đây,
Hai là bây giờ máy móc cho rất là tân tiến, nên là dùng robot. Hồi xưa giờ tôi mơ một cái nhà thuốc dùng robot, nhưng mà một là nhà thuốc không đủ lớn để robot, hai là kỹ thuật ngày xưa không không có cho phép, ba là cái phải 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 như bên Pháp thì mới có thể dùng robot được. Tại bên Mỹ quý vị nó bán thuốc lẻ, nó mở cái hộp thuốc ra, hay là nó để trong một cái những cái chậu, chứ không có để trong hộp như bên Pháp. Mà từng họ từng viên thì robot nó lấy không được, cho nên là bên Pháp thì làm được, và ngay khi mà có kỹ thuật đó thì chúng tôi đã có robot, và nó qua nhiều thời đại thì bây giờ robot rất là tiện lợi. Ngày xưa là mình phải lại mình sắp thuốc, để thuốc vô trong cái máy, rồi máy nó mới đem đi sắp, còn bây giờ thì tự nó tự động thôi. Như quý vị thấy lúc ban nãy, nó lấy cái hộp thuốc, nó phải xoay qua xoay lại xoay tới xoay lui để nó thấy cái code giống như thẻ căn cước của mình, nhưng mà thì nó biết là thuốc đó là tên gì, trị cái gì, thì nó đem đi nó sắp. Như tôi nói lúc ban nãy là nó sắp rất nhanh, và thứ hai là nó sắp theo mùa, mùa nào thuốc nhiều thì bị cái bụi robot nó rất, quý vị thấy bề dài nó có gần 200 thước, bề cao nó cũng 6-7 thước, cho nên là nó để thuốc hết trong đó rất là nhiều thuốc, cho nên nó phải sắp theo thứ tự để con đường đi nó ngắn lại đó. Ví dụ như mùa mùa hè tôi nói lúc ban nãy, mùa đông thì bệnh nhiều, uống trường sinh nhiều, cho nên nó đem trường sinh lại cái chỗ mà đẩy ra ngoài nhanh đó, nhanh nhất là mấy cái chỗ thuốc mà xài ít của mùa 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 hè, nó đem đi xa hơn, thành ra nó làm việc 24/24 rất là hay. Bây giờ nó rất là thuận lợi, đó là cái cách hành nghề về dược ở bên Pháp rất là hay. Mình không có đi kiếm thuốc như ngày xưa nữa, mà mình đứng tại chỗ khách tới đưa cái toa cho mình thì mình ra lệnh cho robot đi tìm thuốc, mình đứng tại chỗ, mình giải thích cho người khách biết uống thuốc này lúc nào và tại sao, những cái phần phụ nó là gì, cho nên cái thời gian của mình không mất để đi tìm thuốc nữa, mà rồi sau đó thì là thuốc nó chạy tới ngay chỗ mình đứng ở đâu thì thuốc nó chạy tới chỗ đó. Đó, như vậy thì trong nhà thuốc mình có bao nhiêu chỗ, có bao nhiêu người chỗ thì chỗ để mà nhận toa đó thì nó có bao nhiêu cái thang máy dẫn lên, dẫn thuốc lên. Thang máy rất nhỏ, thang máy bằng hộp thuốc, không có gì vì thế nó nhỏ thế này, nó chạy rất nhanh. Đó, đại khái là vậy. Dạ. Anh Nam ơi, cho Thùy Dương hỏi là anh Nam mới vừa chia sẻ với bà con một chút xíu về cái nhà thuốc của anh Nam đó quý vị. Thì anh Nam ơi, sáng nay Thùy Dương có coi một cái video của một cái chàng thanh niên rất là trẻ, thì anh đang ở trước video đó tại Việt Nam, anh đang đứng với gia đình ở Hà Lan ở trên cái vỉa hè phố, thì anh đứng xoay xoay một hồi anh ngã rụt ra, anh cũng chết luôn. Thì thông thông tin được biết rằng là không không có cứu kịp, có nghĩa là anh ta mới vừa xoay người đi vô trong một cái thôi là đứng ngã xuống run run, rồi bắt đầu là gia đình mới đưa đến bệnh viện cũng không được. Nam là một đã từng là một bác sĩ ở ngành dược, thì anh có thể nhìn thấy cái tình hình khỏe tại của người dân tại Việt Nam ngày hôm nay, và nguyên nhân tại sao có những cái anh Nam ngày hôm nay là cũng 80 hơn rồi nhưng mà sức khỏe anh Nam vẫn rất là khỏe, nhưng mà người Việt Nam ngày hôm nay gọi là trẻ hóa bệnh tật đó, anh Nam là chết rất là sớm. Thì cái đó là cái hoàn cảnh của đất nước mà anh em chúng ta đều nghĩ tới, là bởi vì cái sức khỏe của mình nó tùy theo cái môi trường sống của mình. Thứ nhất là nếu mình có cái sự bình an, nghĩa là không phải lo sáng thức dậy không biết là trưa nay mình có ăn gì không. Hình như nói thường thường với anh em của mình bên này là sáng thức dậy mình đặt câu hỏi không biết trưa nay mình ăn cái gì. Trong khi đồng bào của mình trong nước thì có rất nhiều gia đình sáng thức dậy hỏi câu hỏi của họ là không biết trưa nay mình có cái gì để ăn không. Thì đó là một cái ưu tư mà nó làm cho cái đầu óc của mình nó bận rộn, đó là cái điểm thứ nhất, nó có ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Điểm thứ hai là quý vị yêu biết là khi mình dùng những cái thực phẩm mà nó không được sạch sẽ, nó lại như hiện nay cái tình trạng là Trung Cộng nó dùng, nó Tàu Cộng nó dùng những cái thức ăn rất là độc hại, mà quý vị xem nó bây giờ nó công khai, nó chẳng sợ gì cả, tại biên giới người ta cũng bắt được một vài trường hợp, nhưng mà rất nhiều trường hợp đi thoát khỏi là bởi vì nó ăn hối lộ ở tại biên giới. Đó là cái tình trạng của đất nước của mình hiện nay, thì cái nạn hối lộ nó nói là quốc nạn, nhưng mà
quốc nạn là ở chỗ không có thể trị được, bất trị, là bởi vì nó đi từ cái gốc nó đi lên. Chỉ có một đảng cầm quyền thì chẳng có ai có quyền nói ngược lại hết, ngay cả quần chúng mà có lên tiếng cái là ở tù. Người quý vị đó, tình trạng của đất nước mình, cho nên là không thể nào trị được cái tham nhũng, mà không mà tham nhũng nó để cho thoát hết tất cả những cái hiểm nguy. Tôi chỉ nói vấn đề ăn uống thôi, có biết bao nhiêu cái hiểm nguy khác nữa do nơi cái độc quyền nó gây ra. Tại vì ngay cả giáo hội của thế giáo hội Công giáo có hơn 1 tỷ tín đồ ha, nhưng mà cái giáo lý nói rằng là giáo hội không có nhầm lẫn đó. Nó đã thế kỷ vừa rồi nó đã hủy bỏ cái đó, thì ngay cả thần linh Thiên Chúa mà còn giờ đại diện còn nói rằng mình có thể sai lầm, mà cái đảng cầm quyền nó là cái gì, là một không thế nào mà nó nói rằng nó không có sai lầm được. Nhưng mà nó không nhận cái sự sai lầm đó, và nó chẳng những không nhận mà nó còn đàn áp một cách tàn bạo. Cái tàn bạo và cái cách mà hành xử như vậy đó, nó làm cho đất nước của mình nó càng ngày nó càng thụt lùi, mặc dù rằng các chế độ tư bản nó dùng cái nhân công của mình để nó làm giàu cho nó, nhưng mà nó đưa những cái hàng nhón mà mình gọi là phồn vinh giả tạo đó ở trước mặt mọi người. Nhiều người anh em về Việt Nam nói, trở qua là nói là bên Việt Nam bây giờ sướng lắm, mà cái gì cũng có, là nhà cửa thế này thế nọ đủ thứ. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, các anh có đủ để đi quan sát ở những nơi vùng xa, vùng cao hay không, để nhìn thấy cái nếp sống thật sự của đồng bào của mình. Thứ hai là những cái nhà cao cửa rộng đó ai hưởng? Các anh là những người ở bên ngoài này có tiền về bên đó, các anh hưởng những cái đó, chứ đồng bào của tôi không có hưởng được cái đó. Thì những đó là những cái mà mình nghĩ rằng nó ảnh hưởng tới sức khỏe rất nhiều. Mình không đủ ăn, rồi mình ăn những cái sản phẩm độc hại, thì nó tất nhiên là nó tác động trên cơ thể. Và khi mình nó đổi mình, những người thấy những người mà trong tù ngày xưa đó, họ thấy cục mỡ họ thèm nữa mà, thấy không? Thành ra nó cho nên mình ăn cái cục mỡ vào đó, thì tất nhiên là mình đâu có thịt để ăn đâu. Nghe nói hồi đó ở ngoài Hà Nội nó còn mỗi người được bao nhiêu lát thịt, chứ đâu phải là muốn mua bao nhiêu mua. Cho nên là ăn những cái thịt độc hại, ăn những cái rau cải độc hại thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe mình rất nhiều. Và tôi vẫn kể trường hợp của một cái anh nào đi ngoài đường đó, thì ví dụ như nó có những cái cơ quan, chẳng hạn như nó có những cơ quan như tim mình chẳng hạn, cũng phải có máu nó dẫn tới để nó nuôi cái tim. Cái tim mình nó đập 24 tiếng trên 24 mà 7-80 nhịp một phút, cho nên là nó không biết vì tưởng tượng một cái cơ quan là nó làm việc vậy không. Nhưng mà khi nó không được nuôi, bất thình lình nó bị nghẽn chẳng hạn, mạch máu nuôi tim nó nghẽn một cái, gọi là hao ác tắc ha, không biết tiếng Pháp là aphthitis, tiếng Việt Nam mình khi mà nhồi máu cơ tim thì mình đột quỵ liền. Nếu mà cứu kịp thì phần đông là không có chết, ta cứu được, có thể một số ảnh hưởng nào đó nhưng mà ta cứu được. Nhưng mà trong bên mình thì cái hệ thống mà cứu cấp nó tệ, là một nhà thương nó tràn ngập, những nhà thương công cộng nó tràn ngập là hai, cho nên là khi mà đến lên giường bệnh thì không còn cứu được nữa. Nó như vậy là chết những bất tình hình như vậy, hoặc là mạch máu trên não bị nghẽn. Đó là một trong những cái trường hợp mình gọi là gì đó, tai biến mạch máu não đó, quý vị thấy đó là những cái trường hợp mà đột quỵ mà phải cứu cấp, nếu không thì là nó ảnh hưởng hoặc là chết hoặc là ảnh hưởng rất là tai hại. Chẳng hạn như tai biến mạch máu não thì mình có thể bị bản thân bất tội ha, thì mình bị một bên bị mạch máu nó nghẽn, hoặc là nó bị chảy máu trong não bộ đó, thì bên phải thì mình bị bên trái, nó tréo, thần kinh nó tréo tại một cái địa điểm ở phía trên cổ nè, hai thần kinh bên đây nó tréo qua bên kia, cho nên mình bị tai biến mạch máu não bên phải thì mình bị bản thân bất tội bên trái, ví dụ vậy. Và cái cơ quan, cái chỗ mà bị nghẽn mạch máu cũng là một cái nguy cơ. Nên nó thường thường nó đụng nhầm cái thần kinh động ha, sẽ mình bị bản thân bất tội chẳng hạn, còn nó đụng nhầm những cái trung tâm mà chết sống của con người thì mình có thể chết.
có thể chết, có thể bị những ảnh hưởng khác. Đó là những cái trường hợp mà mình gọi là đột quỵ đó. Không nghe em, không nghe, không nghe, không nghe. Anh không nghe Thùy Dương. Không biết tại sao. Đúng là anh em chúng tôi nói chuyện thẳng đó, cho nên để ăn điểm. Sorry quý vị, Thùy Dương đã tắt âm thanh. Nếu mà họ thấy là ở tại Việt Nam đó họ ai cũng biết rằng là ngày hôm nay người ta chết trẻ rất là nhiều, thì tại sao họ vẫn để đồ ăn bẩn, đồ ăn dơ và đồ ăn từ Trung Quốc đó, gọi là từ tàu cộng á, đi qua Việt Nam một cách dễ dàng mà không có kiểm soát, mà gần như ngày hôm nay họ không có kiểm soát được luôn. Nó đâu có kiểm soát gì khi mà mình dúi một cái gọi là bao bì á, phải không? Mình kêu bằng gì? Mình dúi nó một cái bì thơ một cái là mình đi qua biên giới thì làm sao mà kiểm soát được. Cho nên thỉnh thoảng nó cũng phải làm một hai cái cuộc kiểm soát, nó đưa người khác ở các tỉnh khác tới chẳng hạn, để mà còn dân địa phương thì những cái công an biên phòng địa phương thì là ăn hối lộ. Thì nó cái hệ thống hối lộ rất là tinh vi. Tôi biết trường hợp những một số người đi sang bên này mua mấy cái bóp hiệu, hàng hiệu đó, rồi tôi hỏi tại sao mà có thể đem về cả vali, rồi một vali là cũng mấy chục cái bóp trong đó. Thì nó nói gì vậy, lắm tụi em có đường dây, nghĩa là tới phi trường rồi mình chỉ cần ra cái cổng số mấy, nó đã đồng ý với nhau giờ đó là cái tay ăn hối lộ nó ngồi đó, nó có nguyên một đường dây của nó. Thì cứ một cái bóp vậy đó thì nó phải trả cho cái người hối lộ đó. Cách đây 5 năm đó là anh nói với tôi là 1 triệu, 1 triệu bên Việt Nam mình đó, 1 triệu đồng đó. Mỗi một cái bóp 1 triệu đồng. Và tôi hỏi gì chứ rồi phân phối với ai, thì nó nói phân phối với các bộ bịch của cán bộ, tiền bạc nó biết là bao nhiêu, hoặc là các ca sĩ, các minh tinh, nó cái người đó là cái người chuyên môn về thẩm mỹ đó, thành ra họ săn sóc những người mà khách hàng của họ là cái loại người đó, là bồ bịch của mấy ông lớn, con cái của mấy ông lớn. Nó gọi là bên đây chúng tôi gọi là C5 đó. C5 là con cái của các cụ cả, đó là con cháu của các cụ cả. Cho nên là cái C5 đó là cái mà nó tiêu thụ những cái hàng hóa đắt tiền chứ đồng bào mình làm sao có, không có ăn nó sao có đồ. Cho nên cái hệ thống mà tham nhũng nó không thể nào có thể trị được nếu nó không có một cái cơ quan có thẩm quyền độc lập, hoặc là báo chí, hoặc là tư pháp. Nếu không có những cái cơ quan độc lập đó, hoặc là các đảng đối lập đó, thì nó lộng hành không cách nào có thể chữa trị được. Nó là một cái con thùng luồng mà nó có hàng trăm cái vòi, nó làm sao bịt cái vòi này thì nó đi cái vòi kia. Thì cái cách tôi nói với quý vị rất rõ là nó ăn hối lộ, chỉ cần đưa bì thơ của nó. Thành ra những cái công an biên phòng nó ăn hối lộ là bởi vì nó lấy vốn lại, muốn làm công an bay biên phòng, muốn làm chiêu đại viên hàng không thôi là cũng phải trả tiền để mới có thể được có những cái chỗ đó mà béo bở như vậy. Quý vị biết là mấy cái chiêu đại viên hàng không, chẳng những họ đi đem về, mấy quý vị biết cái chuyện mà đem gì đó thuốc độc á phiện về một cách công khai, nó bắt, nhưng mà con cháu các cụ cả thì nó thả ra, nó cho đi ra ngoài khỏe ru, không có đáp an toàn, không có vấn đề gì hết. Thì như vậy quý vị thấy không, nó là cả một những phe phái nó thanh toán nhau, chứ không phải chuyện mà đốt lò như anh em mình hiểu đâu. Nó là một cái cơ hội để nó thanh toán nhau, thế nào nó có quyền lực nhiều thì nó thanh toán cái đối địch của nó, là trong nội bộ nó thanh toán nhau, chứ không cách nào trị được tham nhũng nếu không có cái con mắt của những người độc lập. Con mắt của những người độc lập ở bên các chế độ tự do dân bản là báo chí, thì quý vị không có một tờ báo nào của chính phủ cả. Nó có những cái đài truyền hình của chính phủ, nhưng mà của chính phủ là chính phủ cung cấp tiền bạc để cho nó chạy, chứ còn nó rất là tự do. Các ký giả muốn nói gì nó nói, nó muốn làm gì nó làm. Cái đó là cái tự do ngôn luận của người ta. Cho nên rằng có cái sự chỉ trích đó thì cái cơ quan công quyền mới sợ. Thì quý vị biết là quý vị ngồi trên luật, lúc ban đầu vô đó quý vị biết là họ ngồi trên luật, mà luật là tôi nè đó. Nói, anh muốn khiếu nại đi, tôi xử cho, tôi là luật nè. Thì quý vị biết rồi, hiện nay cũng vậy thôi, nó đâu có tiến bộ được là bởi vì nó chỉ có một đảng độc quyền.
nó cái điều 4 hướng pháp của nó còn đó thì là quý vị biết rằng là không có cái lực nào có thể mà không có cái đối là đối đối trọng để mà chỉ ra những cái sai quấy, thì là cái người làm sai quấy đó là trên ngồi trên luật pháp thì chẳng bất cứ lý do gì họ sửa chữa cả. Thì cái chuyện dễ hiểu là như vậy, tại sao biên giới của mình nó thông nhiều, biết biết đến độ mà COVID, cái lúc COVID là cái bệnh cả thế giới đều chết bao nhiêu triệu người mà nó nói rằng Việt Nam mình không có COVID. Giống như con vi trùng nó tới biên giới này bị chặn lại, các hàng độc hại thì nó vô dễ dàng mà còn virus thì không có qua được biên giới. Quý vị thấy có tin được không? Thì những cái thông tin một chiều như vậy nó giúp cho cái chế độ độc tài đảng trị như Việt Nam của mình đó, nó muốn nói gì nói. Thành ra quý vị biết là nó dám nói bức tường Berlin là do Mỹ xây, ví dụ vậy. Mấy quý vị nghe và riết, quý vị tưởng thiệt. Mình thấy là thế hệ trẻ của mình, tôi biết là Thùy Dương là có rất nhiều anh em trẻ trong nước nghe mình ha, thì cái việc mình nói lên sự thật nó là một cái nhức nhối cho chính quyền, nhưng mà đó là những sự thật, những sự thật không bao giờ mà có thể tiêu diệt được nó. Nó cho nên rằng cái sự thật thì mình phải nói, bởi vì mình ở bên ngoài này mình có được cái quyền tự do. Nếu quý vị thấy anh em chúng tôi ngồi để nói chuyện với nhau, chẳng có ai làm sau lưng để mà kiểm duyệt chúng tôi hay là bịt miệng chúng tôi cả. Trong khi trong nước mà quý vị nói cái gì mà nó nghịch lỗ tai của người cầm quyền là quý vị vào tù hoặc là đánh đập một cách tàn bạo. Bây giờ thì nhờ có máy điện thoại, quý vị quay những cái cảnh đó, quý vị gửi cho chúng tôi xem, thì chúng tôi ngồi để chúng tôi rớt nước mắt. Dạ, anh Nam có biết không là ở tại Việt Nam ngày hôm nay đó, đang đương đầu với nhất là cái ngành thủy sản, hải sản đó, đương đầu với việc là bị nhận cái thẻ vàng ở châu Âu. Đó là thủy hải sản thôi, mình chưa nói về trái cây nữa. Thì anh Nam có thể trả lời được là lý do tại sao Việt Nam luôn gặp rắc rối khi mà đưa hàng hóa qua cái thị trường châu Âu hay không? Rồi những cái sản phẩm đó mà khi mà bị trả về rồi đó, thì tụi Việt Cộng nó sẽ giải quyết như thế nào? Thì nếu nói những sản phẩm đó là những sản phẩm nó liên hệ tới sức khỏe, bên đây nó có một cái cơ quan kiểm soát rất là đó, là như cái nhà hàng hồi từ Dương qua đó, anh có kể chuyện cái nhà hàng Tàu, cái bên nhà anh đó nó bị kiểm soát và bị đóng cửa hai tuần, nó bắt phải sửa hết lại tất cả. Và sau khi nó sửa xong thì nên chúng tôi an tâm, cho nên là khi mà từ Dương sang bên đây thì mình đã thả ra đó, cái nhà hàng nó sát bên nhà anh đó. Rõ ràng là nó kiểm soát rất là kỹ lưỡng, việc theo đóng cửa hai tuần nó phải trả cho nhân công, phải sửa chữa, thành ra chỉ mất tiền chứ không mất vô. Nhưng mà đó là những cái trừng phạt mà các nhà hàng rất sợ, cho nên nó làm rất là đàng hoàng. Dù sao nó cũng có một năm thể kiểm soát 100% được, nhưng mà ít nữa nó cũng kiểm soát đại đa số các nhà hàng. Vì vấn đề thực phẩm thì mình biết rồi, như là Tàu nó là sùm lên, là cái nhiệt nó mới vừa thả, cái nó được phép là của nó thả phóng xạ ra biển đó, mấy cái chất thải của phóng xạ mà đã được thanh lọc rồi đó, nó mới thả ra biển. Như vậy mà nó la làng lên là nó tẩy chay, nó tìm cách nó làm áp lực kinh tế nhược bổn. Thật sự chỉ có vậy thôi, bởi vì người ta thấy là nó đưa dân chài lưới nó đi vô vùng đó để nó bắt cá tép tôm để nó đem đi nó bán, mà nó nói rằng là sản phẩm nó không có. Thì quý vị thấy không, cho nên là tất cả là vì cái sự độc tài đó và cái tham lam tiền bạc mà nó phương hại tới con người, cái đó là chắc chắn. Cho nên là mình nói tới cái hệ thống lương thực thì bên nhà mình có biết bao nhiêu là lỗ trống, quý vị thấy rất rõ hơn, biết bao nhiêu cái bây giờ không thể nói không biết được nữa. Quý vị phải quan tâm, quý vị sẽ thấy, mà không quan tâm thì không thấy, hay là không muốn thấy, hay là không thể thấy, chỉ có vậy thôi. Cho nên mình quan tâm thì mình sẽ thấy rằng là cái tình trạng ô nhiễm đó, anh em chúng tôi nói rằng ở Việt Nam chúng ta là ô nhiễm thường trực. Tại sao sáng ngày thức dậy mình thở khí trời là không trong sạch rồi, thì Dương qua bên đây thấy cái bên bình Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, mấy cái xứ Bắc Âu rất là sạch sẽ về không khí, rất là sạch sẽ. Tại Pháp thì tại các thành phố lớn thì mình không nói, cũng ô nhiễm ha, nhưng mà so với Việt Nam mình thì không có so sánh được.
Cho nên sáng ngày thức dậy mình đã thở cái khí trời không 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 có không có trong sạch, thì gọi là bất an ninh thường trực về không khí. Sau đó thì mình ăn bất cứ cái thứ gì. Nó đến đổi với thưa quý vị, bây giờ nó mùa trung thu vừa qua đó ha, thì chúng tôi không dám ăn bánh trung thu nữa, khi mình thấy là ngay cả cái lòng trứng trứng đỏ đó, trong đỏ trứng trong trong mà nó cũng làm giả nữa, thì quý vị nghĩ sao? Mà tại sao nó giả được? Là bởi vì không ai kiểm soát cả. Và ai có kiểm soát thì cũng đưa phong bì là xong. Hãy thấy phong bì thì thank you gì đó, có cái câu nói rất hay, thanh thanh tra thanh gì đó mà thanh mẹ gì đó, hãy có phong bì thì nó thank you. Thành ra quý vị thấy đưa phong bì là thank you, là cảm ơn em, không có thanh tra khỉ coi gì hết. Chỉ cái vấn đề là như thế, cho nên là cái hệ thống kiểm soát an ninh cho thực phẩm nó không có chạy được, là bởi vì nó ăn gian một cách vô tội vạ. Nó dám mua những cái đồ mà đã phế thải đem về để vào trong chất hóa học là tươi lại và là tốt lại, và nó bỏ đủ thứ chất hóa học. Cho nên là mình ăn những thứ đó thì đương nhiên là độc hại, mà độc hại thì cơ thể nó phản ứng bằng cách là phát bệnh. Nó phát bệnh là trong cái xã hội bình thường thì người ta phát bệnh, người ta trị, người ta biết rằng là nó giống như báo động như vậy. Nhưng mà trong xã hội Việt Nam mình không có ăn nữa, mà báo động đâu có ăn thua gì. Đau sụp xịt chút thì uống đại thuốc nào cũng được. Tôi nhớ năm thập niên 75, 76, 77, một số đồng bào của mình trong nước ra ngoài này đó, 77, 78, thì tôi hướng dẫn vào nhà thương để trị cho hàng như Trịnh Hoa Lao. Bất trị thưa quý vị, bởi vì uống thuốc là họ kể tôi nghe, ra ngoài đường mình kiếm mua được hồi viên nào uống viên nấy thôi. Trụ sinh mà uống như thế là nó rất là tai hại, bởi vì cơ thể mình nó tiết ra cái chất kháng tố, nó chống lại cái nếu mình trị mà không hết, không trị hết con vi trùng nó thức tỉnh vậy thì nó có kháng tố, nó chống lại cái thuốc trụ sinh mà mình uống không đủ đó. Nhưng thuốc trụ sinh nó có cái luật là luật vàng. Thứ nhất phải uống cho đủ liều, nghĩa là mình bao nhiêu kilo thì uống bao nhiêu miligram hoặc là gram. Thứ hai là phải uống đủ cái chiều dài của nó, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. Đó là cái luật vàng của thuốc trụ sinh. Mà phải uống đủ liều là một, uống đủ liều độ dài là hai, để chi để mình giết ngôi vi trùng đó được. Bởi vì mình đập nó ngất ngư mà không giết được nó, chưa giết được nó, bởi vì mình uống không đủ liều hoặc là mình uống không đủ chiều dài đó, thì nó tỉnh dậy đó. Khi nó tỉnh dậy nó chống lại cái thuốc trụ sinh mà mình đã uống. Mà Việt Nam mình lúc đó thì không có thuốc, thì cứ ra đường là có 3 viên thì uống 3 viên, 4 viên uống 4 viên. Uống được 2 ngày thì 2 ngày, uống 5 ngày thì 5 ngày. Thành ra cho nên con vi trùng cóc là con vi trùng trách nhiệm của bệnh ho lao đó. Hết bất trị, nó qua bên này người ta gọi là phải làm cocktail, là trộn trụ sinh đó quý vị, trộn đủ thứ loại trụ sinh để cho những bệnh nhân đó uống, nhưng mà rốt cuộc cũng chết, bởi vì con vi trùng đó nó có kháng tố chống hết tất cả các thuốc trụ sinh, tôi gọi là bất trị đó. Thành ra tôi có lúc ở đó vùng Bắc Pháp của tôi, là người ta lên trên đó khoảng chừng trong thời gian mà 10 năm đầu đó, ở trên đó hồi xưa là chúng tôi chỉ có 20 mấy người thôi, anh em sinh viên đi du học ở vùng Bắc Pháp, nó lạnh lắm quý vị, chỗ tôi ở hồi trước. Nó lạnh lắm, nó ở thuốc cực bắc của nước Pháp mà, sát biên giới của nước Bỉ. Cho nên rất là lạnh, thì ít có ai thích lên đó, với lại ở tỉnh xa như vậy thì nó buồn. Nhưng mà tôi thì tôi thích lên cái chỗ mà yên tĩnh để học, cho nên tôi lên đi học. Thì lúc đó anh em chúng tôi, có 24 anh em sinh viên thôi, có hai cô là 22 cậu. Cho nên rằng là rất là ít người. Thì bây giờ cộng đồng ở trên đó, sau khi mà chúng tôi tiếp đồng bào tị nạn lên đó, thì bây giờ cái cộng đồng trên đó đã trên 1.000 người. Quý vị thấy là nó rất là đông, kể như đông đi. Nhưng mà trong đó thì tôi có 2-3 trường hợp bị ho lao trong cái bối cảnh đó. Nghĩa là nói tóm lại đó là cái sức khỏe ở trong nước, quý vị thấy rồi. Trong một cái chế độ mà họ gọi rằng là không có giai cấp đó quý vị, thì không có cái chế độ nào nó có giai cấp bằng chế độ cộng sản. Bởi vì ngay cả nhà thương là trước cái chết ha, mà nó đã phân biệt cấp nào thì vô nhà thương nào, quý vị thấy không? Rồi người dân của mình là hạng bét,
là không bé. Đó, bên này thưa quý vị, người đi ăn xin đó, người đi ăn mài ngoài đường đó, ăn xin đó, nếu mà bệnh ví dụ như ung thư thì có cùng một loại thuốc với tổng thống của nước Pháp, nghĩa là trị ung thư bằng thuốc đó thì bất cứ nhân vật, nhiều người nào, thành phần nào của xã hội cũng phải trị bằng thuốc đó, quý vị thấy không? Cái đó mới gọi là không có giai cấp. Trước cái chết và trước con bệnh mới là đáng nói thôi. Ngoài ra cái chuyện mà bữa nay mình ăn không được món này, mai mình ăn món khác này kia nọ, thì mình không có tiền thì mình ăn những cái món bình thường, không sao hết, cái đó không sao hết. Nhưng mà cái giai cấp là ở chỗ cái trước cái chết rồi, nó là tận cùng của cái sự bình đẳng. Nếu mình không được đối xử ngang nhau đó, thưa quý vị, không thể chấp nhận được. Là nên chúng tôi nói là nghèo đói mình chấp nhận được, mà bất bình đẳng không chấp nhận được. Tại vì họ cũng là con người, mình cũng là con người. Tại sao mà họ có những cái đó mà mình không có? Anh em chúng tôi tâm sự thường lắm, là nói Thùy Dương cho hằng, tại sao mình tuổi của tôi hết trên 80 như Thùy Dương nói, mà cũng sức khỏe thì theo tuổi thì mình cũng không có thể làm mà như thường được, tôi cũng bệnh hoạn chắc. Nhưng mà tại sao anh em chúng tôi còn bỏ thì giờ ra ngồi đây nói những chuyện của đất nước? Là bởi vì anh chị em chúng tôi nói rằng là chúng tôi cũng con người, mà thứ nhất là đồng bào của chúng tôi không thấy khác gì với quý vị trong nước. Mà tại sao chúng tôi được những cái việc như vậy, khi quý vị là ở trong nước không được những chuyện? Cái đó là cái bất bình đẳng mà không chấp nhận được. Đất mình nghèo, đất nước mình đâu phải lúc nào cũng giàu mạnh đâu, cũng nghèo đói chứ. Nhưng mà tại sao mình hãnh diện là người Việt Nam? Thưa quý vị, trong 4.000 năm lịch sử, tôi nghĩ rằng là chỉ có duy nhất là hai lần mình đã phải rời cái nơi chung nhau cách đúng của mình. Cái đó rất là hay. Người Việt Nam mình không phải như người Tàu. Nói đây thì thưa quý vị, như thế này tôi rất là kỹ cái chuyện nói là Trung Quốc. Bởi vì nó làm cho cái tên Trung Quốc nó làm cho tôi nhớ cái thời mà nó gọi mình là Nam Man. Mang ri mọi rỡ ở phương Nam. Cho nên khi tôi nói nó là Trung Quốc, thưa quý vị, là tôi nói, tôi lặp lại cái nó vỗ ngực, tôi xưng nó là Trung Quốc, chứ nó là rúng cái vũ trụ. Nó cuối cùng anh ấy bây giờ quý vị thấy rồi. Tàu bây giờ nó mới ngóc đầu lên lại, chứ hồi ngày xưa nó là tận cùng của cái xã hội văn minh, chứ đâu phải là rúng của vũ trụ. Nhưng mà nó nhồi trong đầu người Việt Nam mình là Nam Man là mọi rỡ. Mình phải triều cống cho nó từ xưa. Và nó xưng nó là Trung Quốc. Thì thưa quý vị, là tôi gọi nó là Tàu. Nó là Tàu, mình gọi nó là Tàu. Tây nó gọi là, mình gọi con mèo là con mèo, chứ không gọi con mèo là con chó được. Thì nó là Tàu, mình gọi nó là Tàu. Đó có gì đâu mà phỉ báng. Mình kêu nó bằng chú nữa, chú Ba Tàu. Thế không? Mình gọi nó bằng chú là cái văn hóa Việt Nam của mình. Nó rất là tôn trọng người khác, không phải là khinh thường nó đâu. Tại vì nó nói là mình kêu nó Tàu là khinh thường, phải gọi nó là Trung Quốc. Mình lọt vào bẫy đó, và cái chế độ hiện nay ở trong nước nó xài những cái từ ngữ. Đây là một cái đề tài khác nữa. Nhưng rất là kỳ dị mà nó không hiểu rằng là những cái từ ngữ nô lệ. Miệng mình nói thoát trung, nhưng mà những chuyện hết sức dễ dàng đó là không dùng những cái từ nô lệ thì mình không làm được. Thì phải gọi Tàu thì gọi Tàu, đâu có gì đâu. Thưa quý vị, ở các nơi trên thế giới họ gọi là Xin hoặc China, chứ đâu có gì là Trung Quốc đâu. Tại sao chỉ có người Việt Nam mình gọi là Trung Quốc là sao? Là chính Tàu nó nói phải gọi nó là Trung Quốc. Thì quý vị nhớ là như vậy. Trong cái trang lịch sử của mình với Tàu thì chắc có lẽ người Việt Nam kinh nghiệm nhiều hơn ai hết. Sau 1.000 năm đô hộ, quý vị thấy 1.000 năm mà mình có thể thoát được, là bởi cho thấy dân tộc Việt Nam của chúng ta đó. Thì tôi nói trở lại đó, là vì sao mình ở trong cái thảm cảnh này, quý vị biết hiểu liền. Chúng tôi là người Việt Nam, chúng tôi nói lúc ban nãy, con em của chúng tôi ở sang bên này, quý vị, nó học đứng nhất nhì lớp. Và cái sự thành công của cộng đồng người Việt hải ngoại chứng minh rằng là cái não bộ của người Việt Nam của chúng ta rất là có trình độ, học rất nhanh và hội nhập rất lẹ. Thì tôi bên đây tôi lo cho đồng bào của mình khi mà chạy qua đây đó. Thôi bên đây là 60 năm đó, thì lúc mà đồng bào qua đó thì tôi cũng được 20-30 năm ở bên đây rồi, cho nên tôi làm cái gạch nối giữa cái văn hóa Việt và văn hóa Pháp, để cho người Việt hiểu người Pháp và người Pháp hiểu người Việt. Cái văn hóa là cái mức độ cao nhất của con người. Cho nên là
họ nhìn thấy cái văn hóa của mình đó, họ thán phục thôi. Trong mọi lĩnh vực nha quý vị, phải con em của mình nó học giỏi, mà nó học giỏi mà nó đạo đức, nó đàng hoàng, giáo dục hết sức là gặp là chắp tay thưa chứ không có chuyện hello bắt tay này kia nọ của con nít bên này. Thì nói tóm lại là người Việt Nam của chúng ta không có thua gì bất cứ dân tộc nào trên thế giới, bởi vì ngày hôm nay mình đã chứng minh được điều đó, chứ không phải mình nói tại đây mình kiêu hãnh, không có phải kiêu hãnh, đó là thực tế quý vị. Thế nè, anh em chúng tôi nè, ở trong cái xã hội này nè, người ta cho người ta bắt cái nấc thang đó, ai mà siêng năng trèo thì lên cao, cứ trèo tới lúc nào mình không muốn trèo nữa mình nhảy ra mình làm việc là đủ sống. Có một thời thì anh nói nó hơi miên man chút đó. Bởi vì mình quá quá nhiều vấn đề để mình trao đổi với nhau. Có lúc thì Dương hỏi anh đi chép hồi tờ Việt Nam Cộng Hòa 25.000 đồng có đủ sống không đó. Mà lúc đó mình vô tư, mình không có bao giờ nghĩ tới chuyện thiếu tốn tiền bạc hay gì đó, mình sống một cách rất là vô tư. Thật ra anh trả lời không được. Mà tới khi anh đọc một cái bài báo thấy họ kể chuyện đời sống của họ hồi thời đó, đó thời thập niên 60 đó, thì mình thấy chẳng hạn một ly nước đá lạnh là 5 cát thôi 1 đồng, thì mình biết là 25.000 là bao nhiêu, thấy không? Nói tính đi nước đá lạnh thôi là mình biết là nó, mà nước đá gì, nước đá bào chứ. Hồi đó chúng tôi là bào nước đá đó, thưa quý vị, họ bào nước đá rồi họ để siro đó, siro là nước ngọt á, vô trong đó đủ mùi vị rồi anh em chúng tôi trời nóng mà ăn cái đó một cách vui vẻ, uống nước để nước đá, chứ bên này lạnh mà để nước đá thì chắc có lẽ là rụng răng. Thưa quý vị, là để cho thấy rằng cái đời sống, mức sống của mình ngày trước ở Việt Nam Cộng Hòa mình đã vậy rồi. 25.000 thì dân nói đó, anh nhớ nào đó lính tráng là đi lính được tiền lương của lính đủ nuôi gia đình, không? Nuôi cả gia đình, quý vị thấy không? Bây giờ trong nhà nó xin lỗi những người làm tay lắm chân bùn đó, một người có thể nuôi được cả gia đình không? Câu trả lời rất rõ, câu trả lời rất rõ. Tại sao phải mình đi tới bước thêm bước nữa, hỏi tại sao? Thứ hai là những người cầm quyền là những người có bổn phận phải lo cho dân, bởi vì lấy tiền thuế của dân để lo cho dân. Bên này quý vị thấy rất rõ chuyện đó. Thỉnh thoảng tôi đi ngoài đường thấy người ta đạp xe đạp ào ào, mình nói trời đất ơi, cái đường đi nếu mà bên nhà mình có cái ổ gà chắc mấy người nó vô ổ gà hết. Quý vị thấy không? Ổ gà là bởi vì không có được chăm sóc, mà ai chăm sóc? Người cầm quyền phải lo chuyện đó. Bên này người ta bầu lên để cho anh làm chuyện đó, anh làm không tốt, người ta đuổi anh đi chỗ khác. Quý vị thấy không? Trong khi đất nước mình ai đuổi những người cầm quyền bây giờ? Ai đuổi những người cầm quyền bây giờ? Phải dân không? Chính họ đuổi nhau chứ mình không khó rớ vô được. Điều 4 hiến pháp nói rất rõ, gọi là hiến pháp đó. Thì quý vị thấy rõ rồi rằng là như vậy. Thì tôi nói kết luận lại đó là cái sự bất bình đẳng đó, thưa quý vị, không có thể chấp nhận được. Sự nghèo đó mình chấp nhận được, mà bất bình đẳng thì không. Thì rõ ràng rằng là có cái sự bất bình đẳng giữa người Việt ở hải ngoại như chúng tôi và đồng bào trong nước. Một, hai là giữa đồng bào trong nước với nhau có cái sự bất bình đẳng bởi cái sự phân biệt đối xử. Quý vị biết ngày xưa đó là các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, con em không được đi học lên đại học, quý vị biết cái đó rồi không? Là cái sự phân biệt đối xử, mà đó là một cái tội ác rất lớn đối với lịch sử. Cộng sản nó có những cái cơ hội để làm cho đất nước của mình không thua gì tất cả các quốc gia trên thế giới, tôi không nói những quốc gia Đông Nam Á thôi nha. Bởi vì chúng tôi đã chứng minh là khi chúng ta ra hải ngoại đi khắp nơi, qua Mỹ chúng ta cũng cộng đồng bên Mỹ, ngay cả chế độ hiện nay nó còn nhìn nhận cộng đồng 2 triệu rưỡi người Việt Nam ở bên Mỹ là cộng đồng thành công nhất mà, phải không? Thành công nhất nước Mỹ, cái cộng đồng mà nó ngoi lên và hội nhập giỏi nhất nước Mỹ. Chính chế độ hiện nay nó nói, nó khen là để nó cái này là, thưa quý vị, tiền nè, cái này nè, gửi một ngoại tệ về cho nó, bởi vì đồng tiền bên trong nước nó in ra bao nhiêu nó in nè. Thành ra quý vị là triệu phú hết ráo trong nhà mà không đủ tiền ăn, quý vị thấy không? Là cái đồng tiền của nó không giá trị gì hết cả, bởi vì nó muốn in ra bao nhiêu nó in, nó phát cho quý vị xài trong nước, trong khi nó cần là nó cần ngoại tệ là ở cộng đồng của Việt ngoại. Cho nên nó ngày trước nó nói anh em chúng tôi là đĩ điếm, là tàn dư Mỹ gì đủ thứ đó, rồi bây giờ ngày hôm nay thì là khúc ruột xa ngàn dặm, quý vị có thể mà phun nước miếng ra rồi liếm lại, chúng tôi gọi là phun nước miếng ra rồi liếm lại. Cái hình ảnh
có lẽ là dơ bẩn, nhưng mà nó là sự thực tế như vậy. Cho nên là tôi nghĩ nha, là anh chị em của chúng tôi phải nói lên sự thật, không phải đó là một cái việc mình làm được, nhưng mà nó là một cái bộ phận, nó là bộ phận, bởi vì mình không có thể chấp nhận được cái trường hợp của nước Việt Nam của chúng ta, đồng bào của chúng ta, không chấp nhận được. Ở trong nước cũng vậy thưa quý vị, bây giờ anh em chúng tôi thì ở xa, mà chúng tôi chỉ làm được những gì mà chúng tôi ở trong tầm tay của chúng tôi. Chúng tôi có cái tự do ngôn luận như chúng tôi nói. Chúng tôi mà cá nhân của tôi thưa quý vị, tôi không bước chân tới đất nước của mình được nữa, bởi vì tôi nói lên sự thật từ mấy chục năm nay, vì tôi không thể ngậm miệng được. Cho nên tôi bị cấm bước chân tới đất nước của tôi. Nhưng mà chính cá nhân tôi sẽ không bao giờ bước lên đất nước của chúng tôi, bởi vì tôi đã nói, có dịp tâm sự với Thùy Dương, có anh em về nước, họ có nhiều cái lý do của họ, tôi tôn trọng họ. Nhưng cá nhân tôi không về nước vì cái lý do rất dễ hiểu, là tôi không chấp nhận cái sự bất công ở trong nước. Thứ hai là tôi không chấp nhận cái chế độ này, bởi vì tự nó tự phong. Hồi trưa Thiên Định nó có triều này qua triều nọ, nhưng mà khi Cộng sản bước vào đó thì nó nắm quyền trong tay một mình, và nó tự cho nó cái quyền điều khiển, trong khi cái trình độ của họ, nó xin lỗi ông Tổng Bí Thư, ông cũng có cái não bộ, ông tôi không biết cái não bộ ông có nhiều neuron tế bào hơn tôi hay không, nhưng mà ông có cái quyền sinh sát trong tay, ông muốn giết ai muốn giết, muốn bỏ tù ai bỏ tù. Quý vị, cái đó tôi không chấp nhận được. Cho nên tôi không chấp nhận cái thẩm quyền của họ có thể cho hay không cho tôi bất kỳ việc gì trong cuộc đời của tôi. Cho nên tôi không về, vì tôi không cho họ cái quyền cho chiếu kháng, không cho chiếu kháng, cho đó là tôi không chấp nhận cái điều đó. Đó là lý do của tôi. Nó là lần nữa là tôi tôn trọng những người về Việt Nam, họ có những lý do của họ, tôi tôn trọng họ. Nhưng mà cá nhân của tôi rất rõ ràng như vậy. Không những tôi mà gia đình của tôi cũng bị trù dập một cách là họ, gia đình của tôi giống như mọi người khác thưa quý vị, là cũng có quyền về nước, họ cũng có quyền sống, họ có quyền sinh xỏ, việc này việc nọ, có đó quyền của họ như tôi nói. Nhưng mà khi họ về nước thì họ bị trù dập, là bởi vì họ trong gia đình của tôi. Quý vị có tưởng tượng một cái chế độ nắm hết quyền hành trong tay quân đội công an, mà sợ một đứa trẻ con em của tôi chẳng hạn, nên đổi mà gài bẫy để bắt tụi nó, trong khi đó nghị quyết 36 thì mở rộng vòng tay đại đoàn kết, kêu gọi về nước để tham quan, một thấy không bằng một câu gì đó, một nghe không bằng trăm, một thấy không bằng trăm nghe gì đó, họ nói nghe hay lắm. Nhưng mà khi người ta đem con tôi chẳng hạn, nó muốn đem con cái của nó về để biết đất nước của mình thì bị trù dập, quý vị có thể hiểu được cái đó không? Mình kêu gọi kiều về nước, thứ nhất là những người chống đối họ nữa chứ, nói nghe hay lắm, những người chống, thứ nhất những người chống đối chúng tôi đi về, vị trăm nghe không bằng một thấy, mà mình nghe người ta nói vậy không thấy là về cho thấy, nhưng mà quý vị thấy sự thật nó xảy ra là như thế nào. Là những người mà đi về đó để mà xài tiền mà ngoại quốc, nghĩa là gì kêu bằng gì ngoại tệ đó, thì về mở cửa rộng cho họ về để họ lợi dụng, họ lợi dụng cái gì quý vị, họ lợi dụng là đem đô la thật, họ đem euro thật về, họ đưa vào trong cái bộ máy của nó, thì nó mở cửa rộng cho những người đó về để có thể nói làm những cái chuyện tồi bại trên dân tộc, chính dân tộc của mình. Ở đâu cũng có những người xấu thưa quý vị, những người xấu đó họ lợi dụng số tiền mà ở bên này thưa quý vị, cái tiền tối thiểu mà họ lãnh được đó, ở bên Pháp là 1.200 euro ha, lãnh bỏ túi xài đó, 1.200 euro. Tôi không biết 1.200 euro là bao nhiêu triệu bên đất nước của mình, tôi không biết, cái đó là tiêu lương tối thiểu thưa quý vị. Thì cho nên với cái đồng lương đó họ về trong nước đó, họ sống rất là vương giả, thế quý vị thấy không? Là tại vì họ lợi dụng cái tay nó gọi là Pubadasa, là cái khả năng mua sắm đó,
rất cao của họ, và họ sống trên cái sự đau khổ của đồng bào của mình, thì những người đó phải đáng là kết tội chứ. Tôi chỉ nói những người đó thôi nha, là lợi dụng về nước để mà làm những gì quý vị biết rồi đó. Ngày xưa nghe nói rằng Tết chẳng hạn đồng bào ở ngoài về đông quá cho nên là giá cả nó tăng lên, quý vị thấy ai khổ trong nước. Nhưng mà chế độ này đưa ra cái nghị quyết 36 của Trung ương ha, để làm gì? Để moi tiền của đồng bào hai ngoài. Mà cái sự tham nhũng đó nó vô cùng tận. Quý vị thấy mấy cái vụ đại án không? Tôi nói giữa họ thanh tố nhiều ngoài này, họ nói những quan tòa ngồi xử đó là cái phe xử. Còn cái người mà gọi là bị can đó, là cái phe bị. Rồi nó đổi như thế này, ngày nào đó thì cái phe xử cũng thành ra bị can, cứ vậy thôi, nó thanh toán lẫn nhau. Quý vị có tưởng tượng về sức khỏe như tôi nói lúc ban nãy, cái sự bất công về sức khỏe đó, nó là cái sự bất công tận cùng mà mình không thể chấp nhận được. Và trước cái chết mình không có bằng nhau. Thế mà khi có đại dịch thì nó nói trong nước không có dịch, để nó dụ, nó gạt những người chân lấm tay bùn mà nó gọi là xuất khẩu lao động ở hải ngoại, hơn 200.000 người nha quý vị, để nó tổ chức những cái gọi là chuyến bay giải cứu. Thì quý vị biết rồi, quý vị thấy nó ra tòa bao nhiêu cái phe này nó xử phe kia, thì quý vị thấy rồi. Sức khỏe đó thưa quý vị, mà nó còn lợi dụng để mà nó hút máu, nó từ gọi là hút máu vì nó quá tàn nhẫn. Đồng bào mà đi xuất khẩu lao động, xin lỗi, đã nợ nần biết bao nhiêu mới đi được ra ngoài, phải không quý vị? Thưa quý vị, thế kỷ 21 rồi hết. Tôi là người Việt Nam mà. Tại sao tôi không đau xót được? Tôi thấy đồng bào của tôi xuất khẩu lao động là gì? Mình đi làm mọi thiên hạ mà, thưa quý vị. Mình là người, cái dân tộc của mình là gì? Tôi nói từ đầu tới bây giờ, quý vị thấy anh em chúng tôi đã chứng minh rõ ràng. Chúng tôi không phải là hành tinh khác tới, mà chúng tôi từ đất nước đi ra. Đầu óc của chúng tôi có bao nhiêu y hệt như quý vị, không khác nhau gì hết. Máu chảy trong tim tôi là ở bên đây 60 năm mà tôi vẫn biết là tôi là người Việt Nam, và tôi vẫn hãnh diện là người Việt Nam, bởi vì mình thấy rõ ràng là khi người ta để cái nấc thang đó thì mình trèo rất cao. Người ta để nấc thang ở bên xã hội tự do dân chủ là như vậy. Người ta để cái nấc thang đó, quý vị được quyền muốn lên tới đâu lên, còn không lên thì quý vị đủ sống. Vậy, như vậy thôi. Cho nên chúng tôi không chấp nhận được cái bối cảnh như vậy. Trong cái chết đã không có cái sự bình đẳng, bệnh tật không bình đẳng. Như vậy chưa đủ, cái chế độ này nó còn, tôi nói cái này không phải nói xấu, cái này tôi nói sự thật nha, nó còn lợi dụng cái bệnh hoạn của người mà nó đài ra hải ngoại đi làm mọi cho thiên hạ. Mà khi mà nó Covid là cái cả thế giới đều bị, mà nó nói Việt Nam không có. Quý vị thấy nó tuyên truyền như vậy mà người ta tin, bởi vì nó ở trong cái chế độ, những cái khuôn nhỉ. Người ta bỏ tiền ra, thưa quý vị, đã nợ nần để đi ra ngoài này làm mọi cho thiên hạ, là phải trả tiền nữa. Đi, có người vay nợ, có người bán nhà, bán cửa, thế nhà, thế cửa, tôi biết, chúng tôi biết. Rồi ra ngoài này để kiếm chát lại, cái để gỡ về trong nước để mình trả nợ. Chưa kịp trả nợ hết thì tới Covid, thì Covid là bên ngoài này đã các hãng xưởng bị đóng cửa, thì cái đó ai cũng bị hết. Những người lao động của mình thì ở ngoài này cũng đói, bắt buộc phải đi về, đưa những chuyến bay giải cứu, gọi là chuyến bay giải cứu nhân đạo hết sức thôi. Rồi quý vị thấy rồi đó, nó ra trước tòa đó, nó thấy cái này cũng đưa ra, thấy một cái hình ảnh khác nữa, quý vị thấy nó cái nhân cách của nó như thế nào. Ra trước tòa khóc bu lu bu la, là tôi không biết là nhận tiền, là nhận hối lộ này cái đó. Quý vị có tưởng tượng, có tin được không? Nhưng mà cái chế độ đó nó làm ra những cái con người như vậy đó. Khi nó quyền quy đó thì nó hét ra lửa. Mà khi nó bị ra là bị cáo đó, thì nó khóc bu lu bu la. Mà tôi thưa xin lỗi quý vị, bên đây ra tòa là mình theo luật mình xét thôi. Bên đây xin lỗi bác bí thư, bác tổng bí thư, xin lỗi đảng, xin lỗi nhà nước. Xin lỗi quý vị, mình tội, mình ở tù, mình ra tới đó mà còn xin lỗi đảng, xin lỗi nhà nước là cái gì? Thì quý vị thấy rõ rằng đảng và nhà nước nó nằm trên pháp luật chứ còn gì nữa. Cái rõ, quá rõ rồi. Mà cái tư cách của những cái gọi là bị cáo trước tòa, quý vị mới thấy là đáng sợ. Không lẽ cái nhân cách con người Việt Nam của mình nó tồi tệ tới như vậy sao?
nó ăn hối lộ mà nó nói tưởng là quà cáp. Nó ra còn kể nữa là trong body tôi sách đó đâu phải là bao nhiêu 250.000 đô la, đô la nha quý vị, mà là bốn chai rượu, ba chai rượu gì đó không biết. Là bởi vì chúng tôi cũng thường xuyên cho rượu nhau, thấy không? Quý vị thấy đó là gì? Lại quả, quà cáp, hối lộ. Tự nhiên nói trước tòa một cách tỉnh bơ. Còn cái chuyện mà tôi nhận tiền đó, ta ta cảm ơn mà cái đó văn hóa chứ không phải là tội, phải không? Mình biết ơn người ta, mình tạ ơn người ta, đó là văn hóa. Quý vị thấy có tưởng tượng được như vậy không? Là trong cái bệnh hoạn nó cũng khai thác, nó là cái chuyện đồng bào ở xuất khẩu lao động. Còn ở trong nước quý vị biết rồi chứ gì, Việt Á. Cái test mà nó nói rằng do Bộ Y tế của nó tìm ra đó. Nó mua của Tàu có, tôi nhớ là như có 90 cm, 90 sen à. Mà quý vị mỗi lần nó làm cái test của quý vị là bao nhiêu? 800 ngàn, 1 triệu, có khi trên nữa. Quý vị thấy nó ăn cái tiền trên cái sức khỏe của đồng bào. Một là cái test giả, cái test không có giá trị gì hết. Hai là nó buộc đồng bào xói mũi một cái 800 ngàn. Trong khi cái lương của mình mỗi tháng 5-7 triệu, 10 triệu là nhiều lắm, phải không? 5-7 triệu, 10 triệu. Thưa quý vị, chứ là 10 cái test là hết tiền rồi. Nên bên đây trong khi đó người ta phát không cho. Thưa quý vị, nhà thuốc của tôi biết. Đã chân chúng phát không thôi nữa, mà còn phải làm cho người bệnh, chứ không phải đưa cho bệnh làm đâu. Thưa quý vị, là phải mướn người tới ngồi đó, thường trực, để lo sức khỏe của người dân. Bây giờ bên Mỹ này, thưa quý vị, giờ nó cứ gửi mỗi nhà, mỗi một người nhé, trong nhà là được 4 cái test, gửi cho không vậy đó. Thì quý vị thấy cái chế độ của người ta khác, cái chế độ như mình. Mà người Mỹ, người Pháp, người Na Uy, người Đan Mạch, có phải là thánh thần hay là cái chủng tộc cao hơn dân tộc Việt Nam của chúng ta không? Chúng tôi đã nói rằng không, bởi vì con em của chúng tôi sang bên này nó học nó trên hết lớp, trên hết tất cả, và nó là cái sự hiện diện của cộng đồng của chúng tôi hải ngoại. Tôi lặp lại lần nữa là ngay cả chế độ nó còn nói là cộng đồng người Mỹ ở bên nước Mỹ là thành công nhất, phải không? Quý vị có đọc báo thấy cái đó không? Thì như vậy mình phải rút tỉa cái kết luận là gì? Cái kết luận là những người cầm quyền không có khả năng để làm cái cầm quyền là một. Những người cầm quyền là những người, tôi không biết dùng cái chữ gì, tàn bạo với chính đồng bào của nó. Tôi nói thiệt với quý vị, nhiều khi mình nói ra, nhiều khi cũng ngại, tôi gọi họ. Họ không phải là người, bởi vì con người đó, không có tàn bạo đến độ như vậy. Thế đánh đập người ta đó. Nó đánh đập người ta đó, quý vị thấy không? Nó chết đem cái xác về đó, cái thân mình bầm dập. Rồi những quý vị nào mà có đụng chạm tới những cái trường hợp đó, biết tôi muốn nói gì. Nó tàn bạo như vậy thì nó phải con người không? Nó không phải con người. Như vậy là nó có phải thú vật không? Tôi cũng nói cũng không, là bởi vì quý vị đã thấy rồi, một bầy trâu mà nó đi ngoài đường đó. Mà nó đi ngoài trong rừng đó, mà cọp tấn công nó là nó xây ngược lại, nó tấn công để nó bảo vệ lẫn nhau. Một con cọp bị con tôi nhìn thấy rất rõ ràng, thưa quý vị. Vật, thú vật nó còn thương nhau như vậy. Như vậy là họ là cái gì? Thì tôi nói không phải người mà không phải thú vật nữa, thì tôi gọi nó là quỷ. Mà tôi gọi quỷ là quỷ cộng sản, là quỷ đỏ. Có nhiều loại quỷ. Quỷ tư bản cũng có chứ không phải không, quý vị thấy. Mình phải thành thật mà nói, nó là như thế, đó là cái sự thật, đó là cái sự thật. Nó quý vị thấy không, bệnh hoạn nó, một là nó không có đối xử với quý vị vô nhà thương ở bên này ấy. Chuyện đầu tiên là người ta săn sóc cho quý vị trước, bởi vì người ta biết tất cả những người này đều có một cái quy chế ở xã hội trước bệnh hoạn, trước cái chết. Nếu họ là những người không có nghề nghiệp, vô gia cư, vô nghề nghiệp, thì họ trong cái dạng vô gia cư, vô nghề nghiệp, họ cũng được trị liệu, như tôi nói lúc ban nãy, y như Tổng thống Pháp, dùng một thứ thuốc, nghĩa là họ không ở trong phòng riêng, không có máy lạnh này kia nọ, có thể, quý vị thấy nó khác nhau chỗ đó thôi, là bởi vì những cái đó là những cái gọi là luxury, không cần thiết, trong khi mình bệnh hoạn, vậy thôi, nếu cần thiết, nó cũng vẫn để. Quý vị thấy những người già chẳng hạn,
ở trong trại dưỡng lão nghèo, không có tiền đóng, thì nó để máy lạnh để cho khỏi chết, vì cái này có thể chết được, quý vị thấy không? Để máy lạnh, không có đóng tiền gì hết cả. Rồi nó kêu những người mà vô gia cư đi vô những cái nơi đó có máy lạnh để tránh nắng, bởi vì quý vị biết ô nhiễm khí hậu cũng là một vấn đề lớn nữa. Nên mà ngồi tôi nói chuyện với quý vị thì chắc có lẽ là không biết bao giờ mới hết, thành ra chắc để cho Thùy Dương anh xin trả lại cái mic, không biết là cho nó bao nhiêu rồi, nhưng mà đó là những cái tấm lòng của tôi nghĩ sao tôi nói vậy, cái gì nó xảy ra nó đến trong đầu thì mình nói ra vậy thôi. Dạ cảm ơn anh Nam. Gọi là biên thì giờ, nãy giờ anh quý anh chị thấy đó, anh Nam ảnh chia sẻ ha, thì bây giờ anh Nam ở một cái góc độ là người Việt sống rời xa quê hương, thì ngày hôm nay cái cơ hội nào cho một Việt Nam phát triển, anh Nam thấy nó có một cái tỷ lệ phần trăm nào là hy vọng không? Cái mới nhất của mình có lẽ là mình phải nói sau cái viết thăm của Tổng thống Biden trong nước, thì hai nước đã nâng cấp liên hệ ngoại giao lên cao nhất, phải không? Là đối tác chiến lược toàn diện, thành ra cấp cao nhất của cái liên hệ ngoại giao. Và hiện nay Tàu Cộng là một cái sự đe dọa hòa bình thế giới. Tôi nếu mà nói chuyện Tàu thì chắc không biết nói làm sao nữa. Bởi vì Tàu nó ở trong cùng chế độ của mình, cũng là Cộng sản ha, thì tôi gọi là quỷ đỏ, thì nó cũng là quỷ đỏ, chẳng khác gì cả. Nó đối với dân nó cũng y như là cái chế độ này đối với dân mình. Quý vị thấy nó bên Đài Loan không? Người ta 50 năm người ta ở trong chế độ tự do dân chủ, người ta ở đâu? Khi nó lấy lại Đài Loan thì nó đối xử với bên Đài Loan như thế nào? Thôi xin lỗi, ở Hồng Kông, tôi nói lộn, Hồng Kông. Và Đài Loan quý vị thấy không? Một cái hải đảo. Mà cũng trong từng ấy năm nó đã ở trình độ như thế nào? Dân chúng người ta như thế nào? Trong khi đó thì trong nước của nó, quý vị nhớ Thiên An Môn không? Quý vị còn nhớ Thiên An Môn không? Nó dùng xe tăng, nó cán đồng bào của nó một cách tàn bạo, nhưng đồng bào của nó ai? Những người trẻ, những người sinh viên, là những người rừng cột của đất nước. Quý vị thấy nó đối xử với cái dân Duy Ngô Nhĩ không? Tân Cương, Tây Tạng, quý vị thấy không? Đó là những người nó gọi là đồng bào của nó nha. Cái ngôi sao giữa của nó là 4 ngôi sao chung quanh đó, là cũng là trên quốc kỳ của nó. Quý vị thấy nó đối xử như thế nào? Nó lấy nội tạng của những người Duy Ngô Nhĩ, mà những người đó là những người theo một cái đạo rất là hòa bình. Nó lấy ruột gan của những người đó, nó ghép, nó đem, nó ghép cho những người, những cái người bệnh ở những xứ tư bản. Chính trong gia đình tôi có chuyện đó, tôi nói quý vị nghe. Muốn thay gan đó thì bên này phải đợi, bởi vì mình phải tìm cái gan nó hợp với cái cơ thể mình để khỏi bị thấy nó gọi là rê là bị loại ra đó, cái việc nó loại ra. Nếu mình nói thêm chuyện đó ngồi chắc mình thêm tiếng ngồi nữa, là cái cơ thể mình nó cái gì mà ngoài không có hợp với cơ thể mình thì cơ thể mình nó loại ra. Thì quý vị biết là ngay cái bào thai á, tại sao mấy tháng đầu bào thai mà mấy bà bị hành dữ vậy, bị hành dữ mà, và bởi vì cái bào thai đó có phần nửa là của người chồng, mà phần nửa đó không phải của mẹ, thành ra mẹ cái cơ thể của mẹ là phải đẩy ra cho nó hành hạ người mẹ vô cùng. Nhưng cơ thể mình rất có rất hay, bây giờ cũng ra một cái đề tài mà sưu tầm của những người khoa học gia đó để trị ung thư đó quý vị. Bởi vì nó tại sao mà cơ thể mình nó có phản ứng để nó đẩy cái bào thai ra ngoài mà cái bào thai không có ra ngoài, còn ở lại được. Nếu người ta biết được cái mechanism là gì, cái vận hành đó, thì người ta có thể chế ra được một cái chất thuốc mà để cho cái ung thư là một cái cơ quan ngoại lai mà nó không phải là cơ thể của mình nữa thì bị cũng bị loại ra, mà không thắng gọi là loại không thắng, nghĩa là loại ung thư được bằng cách đó, là tìm sao cho hiểu tại sao mà cơ thể người mẹ có cái động lực nào, có cái cơ quan nào mà nó giữ được đứa trẻ là 50% là ngoại quá thì nói ngoại cơ, đúng không, ngoại cơ thể, không phải cơ thể của mình. Thì người mẹ bị hành là vậy, thì tôi sẽ nói cái đó để quý vị thấy là cái sự mà mình hành hạ cơ thể mình đó là ngay cả gọi là cái chế độ cộng sản nó mới làm như vậy. Quý vị thấy không? Tân Cương, Tây Tạng, Tây Tạng là có hơn hơn
mấy trăm người mà tự thiêu nha quý vị, để phản đối đó. Để phản đối cái sự đối xử tàn bạo đó. Rồi quý vị thấy đấy, Đài Loan ha. Đài Loan nó là một cái hệ quả có thể là chiến tranh thế giới xảy ra cũng vì Tàu Cộng. Quý vị thấy trong nước mà đã đối xử với nhau như vậy, nó là đồng bào của nó đó. Quý vị thấy không, đồng bào của nó đó. Còn nói bên ngoài thì thôi, quý vị thấy là Tàu Cộng nó, một là nó cấu kết với quỷ của nó là Nga, gốc của nó cũng là Cộng sản, quý vị thấy không? Nó cấu kết với Bắc Hàn để làm chi? Để nó giống như một cái loại gián tiếp thừa nhận rằng cái việc Nga xâm chiếm nước láng giềng của nó là một cái điều bình thường, quý vị thấy không? Nó đã làm việc đó đối với đất nước của mình ha. Quên 1979, quý vị nhớ ha, chiến tranh biên giới. Quý vị chắc cũng vẫn còn nhớ, chúng ta đã chết bao nhiêu đồng bào của mình đã chết. Cho nói rằng là từ trong nước cho đến hải ngoại thì Tàu Cộng là một cái nguy cơ vô cùng lớn, bởi vì nó là quỷ và quỷ đỏ, quý vị thấy không? Nó tranh chấp với hết tất cả biên giới miền Nam của nó thì với Ấn Độ, biên giới miền Đông của nó là Biển Đông. Quý vị biết gì xảy ra Biển Đông rồi chứ? Nó cắm sào trên đất nước của chúng ta. 1974 nó đã lấy Hoàng Sa. Và khi mà Việt Cộng đã nắm hết toàn quyền thì nó lấy Trường Sa. Và ngư dân của mình đi ra ngoài đánh cá bị Tàu lạ. Cái chế độ này nó không dám nói Tàu là Tàu, như Tây nó nói con mèo nữa con mèo, chứ không nói con chó được, nó không dám nói là Tàu Cộng là cái đã làm chuyện đó. Tàu lạ, tôi biết nó gọi là Tàu lạ. Tàu là chiếc tàu của em, chứ không phải là Tàu là Trung Hoa đâu nha, Trung Quốc đâu nha. Tàu lạ chứ không dám nói tên nữa. Quý vị thấy có tưởng tượng một chế độ mà người Việt Nam mình, tôi đã nói là một lần nữa là mình đã chứng minh được rằng mình không thua ai hết về cái ốc nè. Mà tại sao nó ở tới cái mức độ đó, là cũng là vì quyền lợi của đảng, thà mất nước hơn mất đảng mà. Quý vị biết đó rồi, đảng còn ta còn. Mấy cái đó là một cái vị thuộc lòng hết rồi, tôi bên ngoài này tôi cũng biết, mà mấy cái trong nước không đáng biết. Đó, bữa thấy, quý vị có thấy nó không có, tất cả các quốc gia Đông Nam Á, những quốc gia nào mà có hai đảo thì là bị nó đàn áp hết. Phi Lục Tân đã phản ứng, Việt Nam mình có phản ứng không? Không, quý vị thấy không? Bây giờ nó lấy gần 90% biển Đông của mình, nó gọi là, mình gọi là Biển Đông. Nó gọi là Hoa Đông của nó. Thành ra quý vị thấy rất rõ, rồi nó đi luôn luôn qua bên Úc. Nó bắt nạt kinh tế, quý vị biết hết rồi. Gì? Chỉ vì nước Úc nói là phải điều tra cái chuyện mà Covid này đó là do nơi Vũ Hán là mà ra, có phải vậy không? Muốn phải vậy thì phải điều tra. Úc chỉ nói như vậy thôi mà có gì đâu sai lầm đó. Là nó dùng kinh tế nó khống chế người ta. Canada chẳng hạn, dù Huawei thì nó bắt con tin, bắt người dân của Canada, dân Canada qua nó làm việc, nó bắt nó làm con tin, nó nói là nó chụp với tội gì không được, quý vị cũng vậy gì, nó mới ra ngoài đường nó chặn quý vị lại thì thế nào quý vị cũng có tội, nó muốn chụp cái tội gì là không được, bởi vì nó cầm quyền trong tay mà, nên nó bắt con tin, rồi nó Canada phải thụt lùi, quý vị thấy không, nó dùng những cái thủ đoạn như vậy. Nhật, Hàn Quốc, tất cả những quốc gia ASEAN là cái gì, các hiệp ước các quốc gia Đông Nam Á ha, ASEAN cũng vậy, nó chia để trị mà. Thành ra nó đó, quý vị thấy Tàu Cộng đó, là một cái hiểm họa vô cùng lớn. Và cái hiểm họa này là do cái sự sai lầm của Tây Phương, đúng rồi, mình hiểu cái đó. Bởi vì ở Tây Phương của chúng tôi đó, là theo cái luật đó là gọi là phú quý thì xin lễ nghĩa, nghĩa là khi mình nghèo thì mình chấp nối cái này cái nọ, ngay cả văn hóa cũng vậy, mình ở trong hoàn cảnh phải chịu thôi. Nhưng mà khi mình có chút đỉnh tiền bạc rồi thì mình có lễ nghĩa, xin lễ nghĩa, nghĩa là nó lên ngồi ăn trên bàn phải có khăn ăn rồi này cái nọ. Thế quý vị thấy cái đó là lễ nghĩa không cần thiết, nhưng mà nó là như vậy, cái luật thiên nhiên nó như vậy. Phú quý xin lễ nghĩa, quý vị có tiền thì quý vị mua sắm đồ đạc đẹp hơn, cái gì vậy, mình cái dáng của mình nó đẹp hơn. Đó. Cho nên rằng là phú quý xin lễ nghĩa tưởng là như vậy, nhưng mà không biết rằng là quỷ vẫn là quỷ. Mình nhớ cái chuyện mà Frankenstein
Con cái sai là con quỷ mà do con người tạo ra đó. Tạo ra con quỷ, mình tưởng điều khiển nó được. Tới khi mà nó trở thành con quỷ rồi, nó quật ngược lại cái người sáng tạo ra nó. Nó gọi là con quỷ Frankenstein. Thì cái chế độ Tàu Cộng bây giờ là y như thế. Chính thế giới tư bản đã mở cửa để cho nó ăn trộm, ăn cắp tất cả những kỹ thuật tân thời, công nghệ. Nó mới đi nhanh vậy. Quý vị thấy bây giờ nó lên tới sao quả tinh đó. Quý vị có tưởng tượng không? Và cái gì nó cũng có được. Hoặc là dù là hàng nhái như mình nói ha, nhưng mà nó làm được. Nó làm những cái còn hay hơn nữa. Quý vị thấy không? Nó có mấy chục năm thôi. Trong khi đó, hàng trăm năm người ta sưu tầm để tìm ra một cái công thức. Thì nói lại, tóm lại đó là cái ăn trộm ăn cắp thì nó cũng nhanh hơn. Thì Tàu Cộng bây giờ nó trở thành con quỷ đỏ mà thế giới tư bản đã bị nó vuột ra khỏi tầm tay. Và nó quay ngược trở lại bây giờ nó tấn công, và cái trận thế chiến thứ hai, thứ ba có thể bùng nổ nếu cái lực lượng yêu chuộng hòa bình không đủ mạnh để mà cân bằng lại cái thế lực đó. Quý vị thấy rất rõ ha, con quỷ Tàu Cộng bây giờ nó kinh hoàng lắm. Mà nó kết nối với ai? Nó kết nối với Nga để tàn phá Ukraine, là một cái quốc gia độc lập hoàn toàn được thế giới công nhận. Quý vị thấy Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa cũng giống vậy thôi. Nhưng mà là cá lớn nuốt cá bé, trong chế độ đó không có vấn đề là cân bằng. Nó cá lớn nuốt cá bé, thì Tàu Cộng nó nuốt mấy cái xứ cộng sản nhỏ, quý vị biết rồi. Hồi đó là Liên bang Xô Viết, quý vị nhớ. Nhưng mà cái tương lai đó mình cũng cầu mong rằng là nó sẽ xảy ra. Vì một mình nước Tàu, một mình Tàu Cộng là nó là một cái liên bang rồi. Nó lớn không thua gì Liên bang Xô Viết ngày xưa. Thì nó cũng sẽ sụp đổ như vậy. Bởi vì người ta nói rằng chế độ Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói. Thật sự như vậy. Vì cái sự nghèo đói và cái sự bóc lột của cái tư bản ở bên Anh mà nó xảy ra cái phong trào Cộng sản. Sinh ra trong sự nghèo đói. Pháp, ở Pháp thì cũng vậy. Đảng Cộng sản Pháp rất tốt đối với dân Pháp nghèo, dân nghèo. Thành ra những khu nghèo là Đảng Cộng sản Pháp rất mạnh. Quý vị thấy người ta tự do dân bản ha. Không phải chỉ có đảng cầm quyền mà còn những đảng đối lập rất nhiều. Đảng ở bên Tây không biết bao nhiêu, mấy chục đảng đối lập quý vị. Thành ra Đảng Cộng sản tôi thấy tại Pháp mình nói phải công tâm mà nói, thì họ bảo vệ cho người nghèo, nhưng mà với điều kiện nó được cầm quyền. Tất cả những chế độ cộng sản nó cầm quyền, khi nó cầm quyền trong tay rồi đó là tất cả, nhưng không có một cái ngoại lệ nào cả nha. Bây giờ quý vị đấy, nhìn rõ ràng đi, không có một chế độ nào, không có chế độ cộng sản nào mà nó đem lại cái sự ấm no, hạnh phúc cho đồng bào của nó. Không có một ngoại lệ nào. Quý vị nhớ ha, ngay cả những cái thiên đàng cộng sản, đồng Đức, mấy cái Liên bang Xô Viết, quý vị thấy rằng nó đại đọa dân của nó như thế nào. Cái này là thêm một cái đề tài nữa. Là tại sao mà những chế độ như vậy nó vẫn tồn tại như thế? Mình phải đặt câu hỏi chứ. Tại sao vậy? Là tại vì thưa quý vị, bây giờ đó cái chế độ nó nước nào nó cũng lo cho nước nó thôi. Không ai thương mình nữa. Nó chỉ lo cho nước nó thôi. Thì bây giờ nếu mà tụi bay trong nhà tụi bay giết nhau thì cứ giết đi. Miễn tụi bay mà cho tao quyền lợi buôn bán trên đất nước của bay là được rồi. Thật ra những chế độ cộng sản là những chế độ nó tàn sát đồng bào của nó. Cho nên rằng thế giới tư bản chẳng thèm ngó ngàng tới. Ở bên Mỹ quý vị có những cái ký giả viết người Việt Nam đó, rồi viết để mà tố cáo một cái tổ chức chính trị bên tư cũng Việt Nam với nhau nha. Chứ tôi không nói nước trong nước Mỹ ha. Những ký giả đó, có 5 ký giả bị giết, bị cái đảng chính trị đó nó bắn chết. Mỹ đâu thèm điều tra đâu, làm bộ điều tra chút xíu rồi thôi. 5 người bị bắn chết trên nước Mỹ mà chẳng có cái ra tòa một người nào hết. Rồi quý vị nó thì kể, tụi bay mà thanh toán lẫn nhau, chuyện của tụi bay. Chỉ khi nào mà tụi bay xâm phạm những hàng xóm láng giềng của tụi bay, chừng đó thì mới có cơ can thiệp, quý vị thấy khen không? Nó cả thế giới tự do đều can thiệp vào trong việc đó, là bởi vì
Nga là quỷ đỏ, cựu quỷ đỏ và cũng là cốt quỷ, nó xâm chiếm láng giềng một cách rất là trước mặt mà thanh thiên bạch nhật. Quý vị thấy rõ rồi cái chuyện đó, khỏi nói không, nó cho thấy rằng là tại sao những chế độ cộng sản nó tàn bạo như vậy mà nó vẫn còn trụ đó, là bởi vì đó là việc nội bộ, nhưng chính nó cũng nói mà, của Việt Nam, của Tàu, của Cuba, của Bắc Hàn. Nếu dân Việt Nam, dân Tàu, dân Cuba, dân Bắc Hàn không đứng lên để mà tự giải thoát mình thì làm sao mình xem vô làm chi, đúng không quý vị? Mình mới mở cửa cho mình buôn bán làm ăn là mình tư bản là vậy, là mình có lợi thôi, ok thôi. Nó cho nên rằng nó cắt nghĩa cho mình biết tại sao bây giờ những cái chế độ cộng sản đó còn tồn tại. Còn một lý do khác nữa, lý do lịch sử mà tôi cũng muốn nói ra làm gì, bởi vì ai cũng biết những chế độ đó, những chế độ nó cướp chính quyền chứ không phải là nó được đặt để. Những chế độ Đông Âu nó sụp đổ là bởi vì Nga nó đặt để những cái thằng lãnh đạo của các quốc gia, xin lỗi tôi nói thằng, bởi vì nó vượt quá cái sự kềm hãm của tôi, bởi vì nó tôi coi nó không phải là con người nữa mà, cái chế độ cộng sản nó phải là con người, cho nên mình nói vậy. Tại sao mấy chế độ Đông Âu nó sụp là bởi vì tất cả những người lãnh đạo của Đông Âu là do Nga nó đặt để, do Liên bang Xô Viết nói cho đúng, nó đặt để lên đó, cho nên khi nó sụp là nó sụp theo hết nguyên toàn bộ. Trong khi những chế độ Bắc Hàn nè, Việt Nam nè, Tàu Cộng nè, Cuba nè, là do những tay đó, những đảng đó nó cướp chính quyền, quý vị, nó cướp chính quyền, nghĩa là gọi là nó thắng thắng lợi, thành ra đất nước bốn quốc gia đó thành ra chiến lợi phẩm của nó, thì nó có cái vẻ như là bình thường, chiến lợi phẩm mà là của mình, cho nên nó còn đó thưa quý vị. Còn tất cả những quốc gia mà do nơi ngoại quốc đặt để thì nó đã sụp hết rồi. Nhưng mà nói tóm lại thì cái chính quyền Việt Nam mình đâu phải chính quyền yêu nước, đâu phải cái nói người cộng sản, mình nói rồi nói chắc ta không biết tới chừng nào hết. Một những chủ trương của họ là gì, là tam vô là gì, không có gia đình, vô gia đình cho nên mới có chuyện con tố đấu tố chồng, vợ 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 đấu cháu tố chồng, con đấu tố cha mẹ, trong cái cải cách ruộng đất quý vị thấy không, vì cộng sản là tam vô, vô vô gia đình, không có chuyện gia đình gì hết, nó kêu cha mẹ nó bằng thằng trong lúc cải cách ruộng đất, quý vị nhớ chứ, thấy không, vô gia đình. Con em của hồi đó là Hoàng Khăn Đỏ, là nó đem vô trong cái trại tập trung này nó huấn luyện, nó phải là con cái của mình nữa, mà nó biểu có một con là hai con là mình phải theo thôi, đó là vô gia đình. Vô tôn giáo thì quý vị biết rồi, nó vô thần mà, thành ra quý vị thấy như trong nước thì là nó là quốc dân hóa đạo Phật, và nó đương thuần hóa, dùng chữ rất là hay, thuần hóa tôn giáo, bởi vì đạo Thiên Chúa không có thể quốc doanh được là bởi vì nó có cái trung tâm nó ở Vatican, phải, nó ở tại Việt Nam, cho nên không có quốc doanh được, cho nên phải thuần hóa, biết quý vị biết rồi cái cách thuần hóa của nó, tôi không có nói để tôi nói chắc cũng tới tối, thành ra thôi thì mình hiểu như vậy ha, là tại sao những chế độ nó tàn bạo như vậy mà nó cũng vẫn còn ở đó, là bởi vì chỉ có người của quốc gia đó quyết định, các nước ở bên ngoài nó không can thiệp vào. Ngược lại quý vị thấy không, Mỹ nó nâng cấp, mới kẻ kẻ thù ngày hôm qua, tại sao bây giờ anh em mà thấm thiết thấm nó xin lỗi môi hở răng lạnh, bây giờ cũng thời gian cũng giống như Tàu của Việt Nam vậy, khi quyền lợi nó hết rồi thì quý vị nó thấy nó sẽ đánh nhau, và đánh nhau vỡ mồm chứ không phải là nữa chuyện chơi hết. Chiến tranh biên giới 1979 với Tàu là gì đó, môi hở răng lạnh đó, mười mấy chữ vàng, bao nhiêu chữ tốt gì, tôi xin lỗi nói hoài biết rồi, cũng nghe cũng mệt lỗ tai mình, của quý vị của chúng tôi, thành ra thôi thì mình chỉ ngừng ở đó, chỉ nói rằng là giải thích một số hiện tượng, tóm kết lược lại là những cái quốc gia, bốn quốc gia cộng sản còn lại, nếu mà dân tộc của các quốc gia đó không nổi lên, nó đặc biệt đất nước của chúng ta, nếu đồng bào trong nước không biết rằng là nó có thể đàn áp 5 người, 7 người, 10 người, 20 người, 100 người, 1.000 người, mình không thể đàn áp được 90 triệu người, thưa quý vị. Là cho 1 triệu, 10 triệu cho nó dính líu với đảng Cộng sản đó, mình còn 90 triệu dân. Vì nhớ ở Sài Gòn lúc bị Covid không?
nó bế quan tỏa cảnh, nó chặn tùm lum á quý vị thấy không? Nhưng mà khi có 100.000 người công nhân bỏ thành phố chạy thì nó làm gì, chẳng làm khí khô gì được hết, không chặn được ai. Ban đầu nó cũng để nó chặn mà mình tràn lên đó mình đi, quý vị thấy không? Nó có thể đàn áp được cái thiểu số, thành ra nó luôn luôn nó chia để trị là vậy, nó cắt từng miếng nhỏ xã hội của mình ra để nó trị, chia để trị là như vậy. Không ai tin tưởng với ai nữa, để cho mình không có tin tưởng lẫn nhau thì mình chia rẽ lẫn nhau thì nó chia, nó trị ngàn đời, nó sẽ đè cổ mình mãi mãi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta, như tôi nói lúc từ ban đầu, mình đã chứng minh là mình không thua bất kỳ những dân tộc nào khác nếu người ta cho mình cái may mắn như mọi người là bình đẳng. Nói tóm lại là tôi rất là vui và cảm ơn Từ Dương đã cho cơ hội để mình tâm sự thì thôi nó nó không biết là lúc nào mới hết. Xin gửi lại mic cho Từ Dương. Không nghe. Từ Dương cảm ơn anh Nam, cứ mua hoài á cho nên là quên. Quý anh chị thì đố Từ Dương, đố quý vị là lý do tại sao Từ Dương mời anh Nam hoặc là những người cỡ như anh Nam lên diễn đàn của Thùy Dương. Đó anh chị thấy không? Tại vì ấy, những cái lớp trẻ như là mình á, ở tại Việt Nam mình đã hiểu rất là sai về những người sống trong chế độ cũ. Thùy Dương hay gọi là chế độ cũ, quý vị hay gọi là chế độ cũ, hay gọi là chế độ ngụy, hay chế độ bù nhìn đó, nhưng mà không phải. Việt Nam Cộng Hòa, cái tên nước của mình á, là nước Việt Nam Cộng Hòa kể từ sau năm 1954. Đó, không có gọi là ngụy gì hết trơn á. Ngụy là gì? Cộng nó ngụy. Thì để cho quý vị nhìn thấy rõ cái gọi là giống như cái tác phong, cái cách nói chuyện của những trí thức miền Nam như thế nào, có giống như những gì mà chúng ta nghe Việt Cộng tuyên truyền hay không, họ có phải là những thành phần phản động lưu vong bán nước hay không. Quý vị thấy không, anh Nam anh chia sẻ trí thức rất là trí thức luôn, mà quý vị tìm đâu người trí thức cỡ như anh Nam ở tại miền Nam ngày hôm nay? Gần như chúng ta không tìm thấy luôn. Cái cách chia sẻ kiểu như thế này chúng ta không tìm thấy ở tại Việt Nam. Thì nó có đúng không? Và Thùy Dương thấy có một số anh chị em là nói là Thùy Dương mời anh, mời mấy người kia gọi là bác, là chú, là ông, không mà có Thùy Dương gọi là anh thôi, nói là mời ông Nam lên chia sẻ về lịch sử nữa nha cô Thùy Dương. Thật sự trong diễn đàn của Thùy Dương đó Nam, thì rất là nhiều người trẻ, nó dưới 18 tuổi cũng có nữa, 14, 15, 16, 17, 18 tới 34 tuổi là cái thành phần này coi rất là đông, đông lắm. Cho nên là họ muốn nghe những cái câu chuyện lịch sử, những cái gì đã xảy ra cho miền Nam trước ngày 30 tháng 4 1975, tại họ là những người sinh sau và họ không biết hỏi ai cả. Ngay cả những cái đứa mà 14, 15, 16, 17 tuổi thì cha của tụi nó mới có 20, thì cha tụi nó mới 40, nó cũng giống như Từ Dương vậy đó, không hiểu gì cả. Cho nên là rất là cần sự giúp đỡ của anh Nam, của những người đi trước. Dạ, cảm ơn Từ Dương. Sẵn Từ Dương nói là tại sao mình gọi nhau bà anh em đó, thì có nhiều người cũng vậy. Thưa quý vị, cái văn hóa Việt Nam của mình đó, thì cái cách xưng hô thôi, quý vị thấy nó là một cái đặc thù. Tôi cho nó là một cái đặc thù. Và cái thứ hai, nó lại một cái trở ngại. Tại sao? Bởi vì mình á, mình gọi nhau bằng chú, bằng bác, bằng anh, bằng anh là tùy. Thứ nhất là tuổi tác, thứ hai là liên hệ gia đình, thì mình gọi nhau như vậy. Thì cái chuyện đó là văn hóa, chuyện đó là cái điều mình cần phải giữ, đặc thù của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà nó bị cái trở ngại là khi mình nói về những vấn đề chung, ví dụ như hôm nay mình nói chuyện đất nước, chuyện lịch sử, dân tộc, chuyện trí óc của con người, cái chuyện số phận của các quốc gia này cái nọ, là cái chuyện của mình. Cái chuyện của mình đó, là ví dụ như tôi muốn là tôi mở cái nhà thuốc của tôi, cho tôi đâu có hỏi Thùy Dương coi bây giờ tôi phải làm sao, đúng không? Chuyện riêng của mình muốn làm sao làm. Nhưng mà chuyện chung đó, thưa quý vị, là mình phải có đầu tiên hết là cái sự bình đẳng. Như tôi nói từ đầu tới bây giờ, vấn đề bình đẳng là rất là quan trọng. Cho nên khi mà anh chị em, tôi lấy kinh nghiệm của cái hội nghề nghiệp, chẳng hạn hội y nha dược, chúng tôi có một cái hội là những nghề trong nghề sức khỏe chung với nhau là y khoa, nha khoa và dược khoa, y nha dược. Thì lúc ban đầu á, là cái hội đó cần thiết là để cho giúp cho những người Việt Nam, những đồng nghiệp của chúng tôi từ Việt Nam qua bên đây phải xin tương đương bằng cấp đó quý vị. Thì phải có cái gạch nối là anh em chúng tôi ở bên này, thì anh em chúng tôi giúp cho những cái anh chị em ở trong nước.
và họ chúng họ cũng họ giúp đỡ lẫn nhau, cho nên lập cái hội đồng nghiệp đó toàn là những người lớn tuổi không ạ? À? Những người ra trường bên Việt Nam hoặc qua ra trường bên đây là toàn những người lớn tuổi thôi. Thành ra tới một thời gian tôi dòm nhớ, ủa sao chỉ thấy người lớn tuổi không thấy người trẻ? Thì tôi là người du học bên này cho nên tôi gần gũi với những anh em sinh viên trẻ bên này, y khoa, nha khoa, dược khoa. Thì tôi mời những anh em đó vào gia nhập hội. Ban đầu họ vô một cách rất vui vẻ ha. Nhưng mà khi vô rồi đó là tin là các bác, các chú, các ông, các bà không, chứ không có ai là anh em của mình hết. Thì lên bàn họp thưa quý vị, họ không dám đóng góp ý kiến. Tại vì thấy ông đó ông nói trật mà ông già hơn mình. Mình sửa ông thì mình hổn. Tiếng Việt Nam có chữ hổn hay lắm ha. Chữ hổn, mình hổn. Cho nên không đóng góp được một ý kiến, một thời gian rút lui hết. Quý vị thấy đó là một cái trở ngại. Bởi vì mình không có trẻ trung hóa được cái thế hệ của mình. Mà cái trẻ trung hóa là cái chìa khóa của tương lai. Các em kỹ thuật giỏi, tôi sáng ra đây phải mở máy trước mà kia nó phải tìm cách để mà sửa một số chuyện mà Thùy Dương làm thầy đó, dạy dạy cho tôi làm một số chuyện. Thấy quý vị thấy không? Rất là chúng tôi cần người trẻ trong rất nhiều lĩnh vực. Ngược lại thì các anh em trẻ muốn chúng tôi nói lên những sự thật, những gì chúng tôi đã sống thì chúng tôi nói một cách rất thoải mái thôi, không có giới hạn. Nó hoài nó liên mang lan mang cái này dính qua cái kia. Nó trở lại cái việc mà xưng hô của mình là một trở ngại trong cái sinh hoạt chung là vậy. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cao hơn hết nữa là mình nói tới những vấn đề đất nước đó. Mà Thùy Dương kêu tôi bằng bác, có thể bằng ông cũng chừng không biết. Là tôi cũng có cháu ngoại, cháu nội thì nó cũng tuổi cũng khá khá lớn mà chắc không bằng thì nhưng mà gọi là chú bác là thường ha. Thì là nó xưng con đồ này kia nọ, thấy quý vị thấy tự mình đã làm cái cách biệt đó. Thì tôi nghĩ nó không có cần thiết, không cần thiết. Tại vì á, giữa Thùy Dương với tôi không có tiên lệ suy nghĩ gia đình. Mà chúng ta lại nói chuyện chung của đất nước của chúng ta. Thì cái chuyện tối thiểu là Thùy Dương nói tất cả những gì Thùy Dương muốn nói. Vì một người có thể nói gọi anh là anh thì bị anh lớn tuổi hơn. Thì anh em với nhau là đã quá rồi. Cho nên thưa quý vị là lúc ban đầu đó anh em chúng tôi nói trong nước nó vô văn quá, bởi vì nó gọi nhà bằng anh em hết ráo à. Phải không? Đồng chí là anh em là giống nhau. Cho nên là mình thấy như vậy, nhưng mà trong suy nghĩ kỹ lưỡng lại đó, thì cái sự liên hệ về xưng hô rất là quan trọng. Cho nên nó không nên là một trở ngại. Bởi vì nói cho cùng thì mình không bà con dòng họ gì với nhau. Và cái chuyện là chuyện của đất nước, chứ không phải chuyện của ông bác, ông chú, ông anh, ông em. Mình là nói chuyện ngang nhau, bình đẳng với nhau. Mình gọi nhau là anh em mà thôi. Thì kết luận là chẳng ai chịu trách nhiệm về tuổi tác của ai cả. Tôi sinh trước quý vị thì tôi có tuổi nhiều hơn quý vị thôi, chứ không có nghĩa là tôi có cái gì hơn quý vị đâu, không có đâu. Có thể là những cái điều tôi biết quý vị không biết, có những điều quý vị biết tôi không biết. Không phải là tại tuổi tác mà vì cái xã hội mình sống nó như thế, không phải chỉ có tuổi tác. Nhưng là với cái tuổi của mình thì tuổi đời của mình thì mình sống với đời, cọ sát với đời nhiều hơn, thì mình có những cái kinh nghiệm mình kể lại. Và đó là những kinh nghiệm mà mình cứ kể lại, nó hữu ích thì tốt, không hữu ích cũng không sao, không hại gì ai. Cho nên nó tóm lại là mình không có, tôi đề nghị với tất cả các anh em chung quanh tôi chứ không phải với Thùy Dương, là chúng ta gọi nhau bằng anh em khi chúng ta nói về việc công. Ra ngoài đường mình nói chuyện với nhau thì Thùy Dương kêu bằng gì cũng được, bác cũng được, ông cũng được, không có sao cả. Vì mình đó là cái liên hệ cá nhân, không phải là nói chuyện đất nước, nói chuyện chung. Bây giờ đó như thế thì mình nói chuyện với nhau thoải mái hơn, mình cứ anh em với nhau, đâu có gì đâu. Đâu có ai chịu trách nhiệm tuổi tác của ai. Đó là mở cái dấu ngoặc khi mà Thùy Dương nói về xưng hô tuổi tác. Đó. Thì bây giờ nhiều quá, bất nhiều công việc quá thì anh em chúng tôi chẳng hạn hẹn nhau hôm nay nói chuyện mà chẳng hề đưa ra cái chủ đề là gì cả. Thì gọi là miên man đó, nói bất cứ cái gì mà mình có thể nói được. Nó cũng là một cái thoải mái, nhưng mà nó cũng có thể là nó vô biên. Thành ra để cho quý vị có thể đặt ra cái chủ đề nào đó thì mình có thể bàn sâu hơn. Đó là tùy theo các em, các anh em ở trong nước. Và tôi cũng gọi các em, các anh em trong nước, bởi vì chắc người nghĩ còn tám bó như thôi, trên tám bó thì là chắc ít, cũng ít người nghe, phải không? Thì Dương là những anh chị em nghe rất trẻ trong nước. Cảm ơn.
Rồi nhắc lại cái mic nữa, cái mic. Không, mình không phải trẻ rồi mình nhớ hoài đâu, mình cũng quên. Dạ em cứ quên. Hồi nãy giờ thì Dương với anh đang nói chuyện cũng 1:30 rồi đó quý vị. Thì thì Dương cảm ơn anh Nam rất là nhiều đã dành thời gian để lên diễn đàn cùng với quý vị, và chắc chắn một điều là thì Dương sẽ bóc lột anh Nam dài dài, tại vì không để anh Nam nghỉ ngơi đâu. Tại vì anh em là đang chứa rất là nhiều, đang có rất là nhiều thông tin mà tụi trẻ đang cần có những thông tin đó. Cho nên là thì Dương cảm ơn anh Nam, thì buổi phát trực tiếp ngày hôm nay sẽ dừng lại sau 1-2 phút nữa. Rồi cảm ơn anh Nam thật nhiều đã dành thời gian quý báu của mình để lên diễn đàn cùng với tụi thì Dương. Dạ. Rồi, cái câu cuối cùng không phải là để hẹn ví dụ dịp khác đâu, nhưng mà đề nghị thì Dương đó là thu lại những cái lời bình luận của các anh chị em nghe mình đó, để mình biết rằng là mình không phải cái độc thoại mà có sự trao đổi với anh em trong nước. Xin lỗi là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thẳng với anh em trong nước, đặc biệt là trong nước, thì tôi xin lỗi là đã không có đọc được những cái lời bình luận của quý vị. Tôi miên man trong cái sự suy tư của tôi, cho nên là đó là trách nhiệm của Thư Dương. Anh muốn là Thư Dương nếu có thể thì đó là những cái đề tài mà những anh chị em đang nghe, muốn nghe, thì mình nên ghi lại và gửi cho em biết những cái đề tài đó gì, để làm sao mình nói nó có chủ đề hơn. Bữa nay là gọi là miên man ha. Thư Dương gọi em qua, biểu là bữa nay kia chắc gọi em kia, thì anh nói ngày hôm qua anh bận, bữa nay thì anh rảnh. Đó, cho nên là bữa nay mình lên nó không biết nói chuyện gì rồi. Đúng thứ chuyện mà tôi xin lỗi là đã đọc thoại, bởi vì nó miên man trong đầu quá nhiều việc. Nó cái gì nó nổi lên thì mình nói ra thôi. Dạ. Thì Dương là... cảm ơn anh Nam. Thì thật sự ra đó là hôm nay cái âm thanh nó có vấn đề. Thì Dương dí theo cái miệng của anh Nam thôi chứ không có bắt kịp, tại vì phải nghe trong cái điện thoại này nè, nghe rồi dí theo, tại vì nó chạy chậm hơn là lúc anh Nam trong cái màn hình. Thì Dương nó chạy chậm hơn 10 giây, cho nên là phải nhìn, phải dí theo, cho nên là lần sau á, thì Dương hy vọng rằng âm thanh nó sẽ đỡ hơn, và trong cùng lúc như vậy á, thì Dương sẽ dừng và đặt câu hỏi cho anh Nam, tại vì hôm nay âm thanh nó có vấn đề. Anh chị em nghe là nó bình thường, nhưng mà thực sự thì Dương nãy giờ đang cố gắng rất là nhiều để cho nó chạy cùng lúc, tại vì nghe nó chạy chậm hơn, có thể là cho nên thì Dương phải nhìn qua nhìn lại cái điện thoại. Dạ, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Thì anh Nam hồi đó giờ cũng có lên diễn đàn nữa quý vị, thì Dương có thấy, nhưng mà hôm nay không biết lý do gì sao mà khi mà thì Dương nói chuyện với Nam á, mà thì Dương cái gắn cái micro này vô thì Dương không có nghe ảnh nói, hoặc là thì Dương tháo ra thì bên kia nó vọng lại, cho nên rất là khó, và thì Dương phải dùng cái điện thoại này để mà nghe, mà khi mà nghe thì nó chạy chậm hơn 10 giây, nó hơi khổ cho thì Dương vậy, nó dí theo muốn chết. Dạ cảm ơn. Dương dạ. Phan phèo với anh thì cũng giống như người ta kêu cứu ở trên sa mạc thì anh về kỹ thuật chịu thua. Kỹ thuật thì chắc có lẽ là anh chị em trẻ là chắc chắn là giỏi hơn tôi. Thì xin tạm biệt ha. Hy vọng rằng là trong 1 tiếng mấy đồng hồ dài lắm đối với quý vị, mất thì giờ quý vị dữ lắm, bởi vì càng trẻ thì quý vị có cái nhu cầu thăng tiến càng lớn. Tôi thì tôi đã nghỉ hưu rồi, cho nên là thì giờ của tôi nó khác thì giờ của các anh chị em, thì xin đề nghị Thị Dương là để tâm đến những cái đề nghị của anh chị em, đưa ra một số những đề tài gì đó mà mình cần phải bàn thảo với nhau để làm sao mình có chủ đề hơn. Và tôi khỏi phải lan man nói 1.000 thứ chuyện mà có chuyện nào đào sâu hết. Cảm ơn Thị Dương và xin tạm biệt tất cả các khán thính giả của quý đài, nhất là anh chị em trẻ trong nước. Dạ yeah. Thì Dương cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Hẹn anh Nam ở diễn đàn tiếp theo nha. Gần như anh chị em rất là thích nghe anh Nam chia sẻ luôn á. Rồi chúc anh Nam thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại anh Nam. Cảm ơn Thị Dương rất nhiều. Hello quý vị. Rồi, buổi nói chuyện vậy mà thời gian trôi rất là nhanh quý vị. Nhanh lắm luôn. 1:34 rồi. Rồi cảm ơn quý anh chị, những anh chị em vô sau chúng ta nghe lại ha, với cái mong muốn rằng là để cho những người bạn trẻ trong nước theo dõi cái trang YouTube của Thùy Dương, được tận mắt chứng kiến, nhìn thấy những chứng nhân lịch sử, những gì mà Thùy Dương nhìn thấy, những gì Thùy Dương nghe, Thùy Dương cũng muốn các bạn nghe để các bạn có cái sự thay đổi về những gì mà chúng ta đã học ha. Cái sự tuyên truyền của Việt Cộng nó kinh khủng lắm quý vị, nó quá là kinh khủng. Thì Dương không có bút mực, không có nghĩa là không có từ ngữ nào để có dễ thể diễn tả được cái sự tuyên truyền dối trá cả. Cho nên khi mà Thì Dương ra nước ngoài rồi, tại sao Thì Dương thay đổi,
Thùy Dương cũng giống như các bạn thôi, nhưng mà Thùy Dương được cái may mắn là tiếp xúc với những lớp người giống như anh Nguyễn Quốc Nam, nó làm cho mình hiểu thêm những cái sự thật lịch sử mà nó phải nói là nó làm cho mình cảm thấy bị sốc. Rồi chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.